sẽ làm mất điện tích của hạt keo. Bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm mất cái lớp nước bao phủ hạt keo, thì lập tức là hạt keo nó sẽ ngưng kết. Mình đưa về, mình làm mất điện tích của hạt keo bằng cách nào? Bằng cách là mình đưa về cái pH đặn điện của nó. pH đặn điện là cái pH mà tại đó hạt keo không mang điện, thì hạt keo nó sẽ ngưng kết. Mình thay đổi pH bằng cách nào? Mình có nghĩa là mình sẽ cho chất điện ly từ ngoài vào, cho chất điện ly từ ngoài vào thì nó sẽ làm thay đổi pH của dung dịch, thay đổi pH về đúng giá trị pI của hạt keo, thì lập tức hạt keo ngưng kết và mình tách cái hạt keo nó ra, mình lắng, mình lọc, mình tách nó ra. Rồi trong nước mía có những cái giá trị pH thì chúng ta cần nhớ cái này đã nói rồi ha. Rồi tác dụng của nhiệt độ, cái này cũng nói rồi, tác dụng quan trọng nhất của nhiệt độ là gì? Là bóc lớp nước của hạt keo, phá giải lớp phiêu sáp của hạt keo để cho hạt keo nó ngưng kết. Ngoài ra thì còn tăng tốc độ phản ứng hóa học của bơm bơm ha. Này là đã nói rồi, hôm trước là chúng ta qua chất điện ly rồi đúng không? Chất điện ly, các chất điện ly sử dụng để làm sạch. Đầu tiên là nói về vôi, vôi là CaO ha. Nhưng trong công nghệ sản xuất đường ở công đoạn làm sạch, người ta không sử dụng CaO mà người ta sẽ sử dụng CaOH 2 lần, tức là sữa vôi. Người ta sẽ cho CaO này vào trong nước, có nghĩa là người ta tôi vôi để tạo thành cái CaOH 2 lần, tạo thành CaOH 2 lần. Và đó là sữa vôi. Sữa vôi thì người ta mới cho vào trong nước mía. Như vậy thì sữa vôi nó có những cái tác dụng gì? Đầu tiên là sát trùng nước mía, thứ hai là trung hòa nước mía. Nước mía có pH là gì các em? pH của nước mía là pH acid yếu 5 đến 5.5. Khi cho vôi vào, khi cho sữa vôi vào, có nghĩa là mình đã cho OH trừ vào. Như vậy thì sẽ trung hòa cái lượng acid có trong nước mía. Ngoài ra khi cho vôi vào, khi cho sữa vôi vào á, thì nó sẽ phân ly ra thành Ca2+ và 2OH trừ. Thì cái OH trừ này nó sẽ làm thay đổi pH của nước mía. Khi thay đổi pH của nước mía về đến giá trị pI của hạt keo thì lập tức hạt keo nó sẽ đông tụ, kết tụ các chất không đường. Tác dụng kết tụ, đông tụ các chất không đường là do sự thay đổi pH gây ra. Rồi, ngoài ra ion Ca2+, ion Ca2+ có khả năng kết hợp với anion của chất không đường để tạo kết tủa có khả năng hấp thụ hay là có tính hấp thụ. Cái kết tủa có tính hấp thụ đó là CaA2. Đây là một kết tủa có khả năng hấp thụ. Nó sẽ hấp thụ các chất không đường cùng kết tủa theo. Như vậy thì sau một thời gian thì người ta sẽ loại cái kết tủa nó đi, có nghĩa là người ta đã loại các chất không đường đi. Rồi ngoài ra thì ion OH trừ kết hợp với ion kim loại tạo hydroxit kim tủa, thì cái này không quan trọng nha. Quan trọng là tạo thành cái kết tủa có khả năng hấp thụ là CaA2. Rồi nếu thừa vôi thì sao? Bạn nào nhắc lại coi, nếu thừa vôi thì sao? Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa có chưa? Quỳnh Hoa lần thứ nhất, Quỳnh Hoa lần thứ hai, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa có chị em, Quỳnh Hoa lần thứ ba rồi, không có Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa dám sao? Rồi Võ Thị Nhân Quỳnh, Như Quỳnh có không? Dạ có. Rồi em cho cô biết, nếu như vôi thừa, thừa vôi thì điều gì xảy ra? Dạ thưa cô là nó tạo ra muối. Là...
Dạ, canxi carbonate. Rồi, canxi. Muối sắc carbonate canxi. Và cái thứ nhất xảy ra phản ứng tạo sắc carbonate canxi. Ngoài cái đó thì còn gì nữa không em? Dạ thưa cô là phản tạo phức. Là tạo phức đó, sắc carbonate canxi là cái nguyên tắc đó. Còn gì nữa không? Khi thừa vôi tức là pH của nước mía chuyển sang pH gì? Bình qua pH gì? Bình qua pH pH gì nào? Dạ pH kiềm. pH kiềm. Trong điều kiện pH kiềm có mặt của CA2 cộng không? À cô xin hỏi khoan đã. Trong điều kiện pH kiềm thì sắc carbonate có bị nhiễm không? Có bị gì hay không? Dạ, đường bị phân hủy. Đúng rồi, đường bị phân hủy thành chất màu và axit hữu cơ. Rồi được rồi em. Cô nói lại là khi thừa vôi thì pH của nước mía có thể chuyển sang kiềm ha, chuyển kiềm. Thì khi ở pH kiềm thì nó sẽ sắc carbonate sẽ bị phân hủy thành chất màu và axit hữu cơ nè. Cái thứ hai nữa là gì? Có thể có phản ứng tạo sắc carbonate canxi. Ha. Có phản ứng tạo sắc carbonate canxi tức là canxi khi trong pH kiềm khi có muối CA2 cộng thì nó sẽ tạo nên cái phốt là sắc carbonate canxi. Như vậy thì mình sẽ bị mất một cái lượng sắc carbonate thu hồi và lúc này thì AB của nước mía sẽ giảm xuống ha, tức là độ hồi tinh khiết của nước mía sẽ giảm xuống. Rồi vừa vôi thì pH của nước mía chuyển sang kiềm gây phân hủy đường ha, và phản ứng và tạo sắc carbonate canxi. Rồi mình qua chất điện ly thứ hai. Là SO2. Rồi SO2, chú ý những cái phản ứng trên đây ha. SO2 sử dụng để làm sạch mà sử dụng dưới dạng khí ha. Sụt khí SO2 vào trong nước mía thì nó sẽ tạo thành cái axit yếu là H2SO3. Rồi đây là một cái axit ha, nó sẽ phân ly ra H cộng, như vậy thì nó sẽ làm giảm pH. Rồi phản ứng số 4, vôi kết hợp với cái axit H2SO3 để tạo ra một cái muối CaSO3. Đây là một cái muối kết tủa ha, một cái muối kết tủa. Cái muối này nó có khả năng hấp phụ các chất không đường cùng kết tủa theo. Nó sẽ tăng cái hiệu quả làm sạch. Rồi cái muối này nó sẽ bị tan trở lại, nó sẽ chuyển thành cái muối CaHSO3 hai lần. Đây là cái muối tan, còn đây là cái muối này là muối kết tủa. Mình cần là cần cái muối kết tủa, mình không cần cái muối tan này. Rồi chúng ta chú ý cái phản ứng số 5. Thế thì người ta không có hỏi cái phản ứng đâu, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là khi sử dụng SO2 để làm sạch thì nó sẽ tạo ra cái kết tủa vì gì? Tạo ra cái kết tủa nào, tạo ra cái muối kết tủa nào. Và khi mà thừa SO2, trong trường hợp thừa SO2 là cái kết tủa này nó vào tay thì nó sẽ tạo ra cái muối gì, và cái muối này nó liên quan đến cái quá trình gì. Vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về tác dụng của SO2. Tác dụng của SO2, thứ nhất, tác dụng của SO2 là trung vào vôi, vì cho SO2 vào nước mía thì nó sẽ tạo ra cái axit ha. Như vậy thì nó có tác dụng là trung vào vôi. Thứ hai là tạo kết tủa có khả năng hấp phụ, đó là CaSO3 ha, CaSO3. Cái kết tủa này cái khả năng hấp phụ của nó lớn hơn CaA2. Cho nên hiệu quả làm sạch của SO2 này sẽ cao hơn của vôi.
Vì vậy cái đường sản phẩm tạo thành nó sẽ có chất lượng cao hơn, cao hơn đối với vôi ha. Khi sử dụng vôi để làm sạch thì sẽ tạo ra đường sản phẩm là đường khô. Khi sử dụng SO2 để làm sạch thì sẽ tạo ra cái đường sản phẩm là đường trắng. Rồi tác dụng tiếp theo là tẩy màu dung dịch. SO2 có khả năng tẩy màu dung dịch. Tẩy màu dung dịch ha. Nhớ là cái chất màu đó, khi người ta thấy rằng cái chất màu trong nước mía thì đa phần là có cái mạch carbon dài và có nối đôi. Trong các phản ứng hồi nãy chúng ta thấy là có tạo ra H cộng, thì H cộng này nó sẽ kết hợp với chất màu, nó sẽ khử chất màu và chuyển thành chất không mang màu. Chất màu và chất không mang màu nó đều là ở trạng thái tan trong dung dịch nha. Cái này biết không được. Người ta thấy các chất màu trong dung dịch là những cái chất có mạch carbon dài và có nối đôi ha. Cái này là chất màu. Rồi. Nó sẽ bị khử ha. Nhớ là quá trình này là quá trình khử. Khử thành chất không mang màu. Lúc này khi mà nó đứt cái nối đôi ra, nó cộng hydro vô ha. Đây là H cộng vào. Thì ở cái trạng thái không có nối đôi này thì nó không có mang màu. Đây là cái mạch carbon hồi nãy ha. Khi cộng hydro vào thì nó không mang màu. Ở cái trạng thái này là không màu. Rồi. Người ta thấy rằng cái phản ứng này nè, nó có khả năng trở lại chiều nghịch khi gặp oxy không khí ha. Có nghĩa là nó sẽ bị oxy hóa lại thành chất màu. Rồi. Cái hiện tượng này nè, cái hiện tượng này người ta gọi là cái hiện tượng trở màu của đường, trở màu của đường. Tại sao? Tại vì khi sử dụng SO2 để làm sạch á, thì SO2 nó có khả năng tẩy màu ha, tẩy màu. Người ta thấy rằng các chất màu trong dung dịch á, là những chất có mạch carbon dài mà có nối đôi ha, ở cái trạng thái này thì nó có màu. Và khi nó bị khử thành mất đi cái nối đôi thì nó không màu ha. Nhưng mà cái không màu này nó vẫn là tan ở trong dung dịch, vì rằng nó tan trong dung dịch cho nên người ta không có lắng lọc loại nó ra được, nó vẫn ở trong chè trong sau khi làm sạch. Như vậy thì nó đi qua bốc hơi, nó vẫn còn trong mặt chè và đến nấu đường thì nó vẫn nằm trong cái đường sản phẩm ha. Và khi cái đường sản phẩm này nó gặp oxy không khí, nó sẽ bị oxy hóa lại thành cái dạng này. Thành cái dạng này là dạng mang màu ha, dạng mang màu. Đó là cái hiện tượng trở màu của đường. Có nghĩa là sử dụng SO2 để làm sạch thì đường có khả, đường nó hay bị trở màu trong quá trình bảo quản. Và cái quá trình trở màu đó nó liên quan đến vấn đề này ha. Rồi. Tẩy màu dung dịch. Tác dụng tiếp theo là ngăn ngừa sự sinh màu do tác dụng khử ion sắt 2 thành sắt 3 và tác dụng bao vây nhóm carboni có khả năng tạo thành chất màu. Như vậy thì khi sử dụng SO2 để làm sạch thì nó ngăn cái phản ứng Maya xảy ra, bởi vì nó đã bao vây cái nhóm carboni, nó ngăn cái phản ứng Maya diễn ra ha, cho nên nó ngăn ngừa sự sinh màu. Ngoài ra nó còn có tác dụng khử sắt 2 thành sắt 3. Rồi tiếp theo nữa là nó giảm độ nhớt do hấp phụ keo, có nghĩa là nó tạo ra cái kết tụ có khả năng hấp phụ đó, nó sẽ hấp phụ các chất keo, các tạp chất hay là những chất phi đường, giúp cho cái độ nhớt giảm xuống ha, dễ lắng lọc, tăng tác dụng làm sạch. Đó là những cái tác dụng có lợi của SO2. Tuy nhiên
SO2 cũng có một bất lợi, đó là gì? Khi sử dụng SO2 mà bị dư, ha, bị dư thì lập tức cái CaSO3 này nó sẽ bị tan trở lại, ha, nó sẽ tan trở lại qua cái muối này nè. Khi nó tan trở lại nó tạo thành cái CaHSO3 hai lần hồi nãy đó. Nó có khả năng trở lại chịu đựng. Chúng ta xem lại cái phản ứng này. Cái phản ứng này nó có khả năng trở lại chịu nghịch ha, trở lại chịu nghịch khi có sự gia nhiệt ha, khi có kèm theo gia nhiệt là lập tức là cái phản ứng này nó sẽ trở lại chịu nghịch. Có nghĩa là từ cái muối tan này nó sẽ trở thành cái muối kết tủa. Và lúc này thì nó sẽ kết tủa ở đâu? Nó đang ở trong thiết bị bốc hơi thì nó kết tủa ở đâu? Nó sẽ bám trên bề mặt của thiết bị truyền nhiệt. Ha, nó sẽ tạo cặn trong cái thiết bị bốc hơi. Rồi cô nói lại chỗ này quan trọng nha. Khi sử dụng SO2 mà bị dư, thì sao? SO2 mà bị dư thì nó sẽ làm cho cái kết tủa CaSO3 này bị tan trở lại. Ha. Khi cái muối này bị tan trở lại thì cái hiệu quả làm sạch nó sẽ giảm xuống. Vì rằng cái kết tủa này nó mới hấp thụ các chất không đường. Còn khi nó tan thành cái muối này thì cái muối này là ở dạng tan, nó không có tác dụng làm sạch ha. Chỉ có cái này nó mới có tác dụng làm sạch thôi, cái này không tác dụng làm sạch cho nên hiệu quả làm sạch nó sẽ giảm xuống. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Cái muối này nó có khả năng trở lại cái muối kết tủa ban đầu này khi có sự gia nhiệt. Khi nó gặp gia nhiệt thì lập tức cái này nó sẽ kết tủa lại. Mà chúng ta biết rằng sau khi làm sạch là chúng ta thu được cái sản phẩm chè trong này sẽ qua thiết bị bốc hơi để nâng cao nồng độ lên. Như vậy thì trong thiết bị bốc hơi nó sẽ trở về cái trạng thái kết tủa này, và đang ở trong thiết bị bốc hơi thì nó sẽ kết tủa ở đâu? Chúng ta có lắng lọc lại nó ra được hay không? Không, chúng ta không lắng lọc lại nó ra được. Như vậy thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ bám trên cái ống truyền nhiệt, tức là nó sẽ tạo cặn trong cái thiết bị bốc hơi. Và đó là cái vấn đề rất là nan giải ở các nhà máy đường. Định kỳ là người ta sẽ thực hiện cạo cái kết tủa này đi. Người ta có thể cho hóa chất vào axit hoặc kiềm hoặc kết hợp với quá trình cơ học để cạo cái cáo cặn này đi. Vì rằng cái cáo cặn này nó bám trên cái thiết bị bốc hơi, nó sẽ làm cho cái bề mặt của cái ống truyền nhiệt dày lên và giảm cái hiệu quả truyền nhiệt. Tức là người ta sẽ phải tốn cái lượng hơi nhiều và bốc hơi lâu thì nó mới đạt được cái nồng độ chất khô như mong muốn. Vì rằng cái hiệu quả truyền nhiệt đã bị giảm xuống. Rồi. Rồi đó là tác dụng của SO2. Như vậy thì cái phần này có gì thắc mắc không? Tác dụng của SO2. Thế thì bây giờ cô hỏi lại. Khi sử dụng SO2 có cần kèm theo sữa voi hay không? Nguyễn Bất Duy. Bất Duy đâu? Cô hỏi lại được không cô? Ừ. Khi sử dụng SO2 để làm sạch tác nhân tác dụng của khi sử dụng SO2 để làm sạch thì có cần kèm theo sữa voi hay không? Dạ là không. Tại sao? À không. Lý do? Rồi được rồi. Nếu như không kèm theo sữa voi thì làm sao tạo ra kết tủa được? Để cái này không nè. Đây là cái kết tủa CaSO3. Kết tủa này phải có sữa voi mới được. Nếu như không có sữa voi thì sẽ không tạo ra cái kết tủa này. Như vậy khi sử dụng SO2 để làm sạch thì phải kèm theo sữa voi. Lưu ý cho cô chỗ đó nha. Rồi được rồi, chúng ta đi qua phần tiếp theo. Tác dụng của CO2. Tác dụng của CO2. Rồi nhìn trên line đi ha. Tác dụng thứ nhất là trung hòa voi. Trung hòa voi, tại sao CO2 có thể trung hòa voi?
Tại sao sao CO2 có thể trung hòa vôi? Vì rằng khi cho CO2 vào trong nước mía thì tạo ra cái gì? Tạo ra một cái axit đó là H2CO3. H2CO3 có nghĩa là nó là một cái axit. Như vậy thì chúng ta đã cho H cộng vào trong nước mía, như vậy thì nó sẽ trung hòa được vôi. Trung hòa được vôi. Rồi, khi trung hòa vôi thì nó sẽ tạo ra cái kết tủa có khả năng hấp phụ là CaCO3 nè. CaCO3. Và cái kết tủa này so với cái kết tủa CaSO3 hồi nãy thì kết tủa CaCO3 này nó hấp phụ mạnh hơn. Hấp phụ mạnh hơn. Cho nên hiệu quả làm sạch của nó cao hơn của SO2. Rồi ha. Rồi, tạo kết tủa có khả năng hấp thụ đó là CaCO3. Tiếp theo, CO2 có một cái tác dụng mà không có chất điện ly nào có được, đó là gì? Nó sẽ tách sacaro từ sacarat canxi. Chúng ta thấy nè, sacarat canxi cộng với CO2 để tạo thành sacaro và một cái lượng kết tủa CaCO3. Đây là một cái kết tủa mà mình mong muốn. Vì rằng cái kết tủa này nó có khả năng hấp phụ các chất không màu cùng kết tủa theo, cho nên hiệu quả làm sạch sẽ tăng lên. Đó là một cái tác dụng mà không có chất điện ly nào có, chỉ có CO2 có thôi. Nó có khả năng tách sacaro từ sacaro canxi. Như vậy thì mình tăng cái, mình thu được một cái lượng sacaro nè. Ngoài ra mình còn được một cái lượng kết tủa nữa. Kết tủa này nó sẽ làm cho hiệu quả làm sạch tăng lên. Rồi, đó là những tác dụng có lợi của CO2. Tuy nhiên nếu như sử dụng CO2 quá nhiều dẫn đến thừa CO2 thì nó có tác hại hay không? Tương tự giống như SO2, khi CO2 bị dư thì nó cũng sẽ làm tan cái kết tủa CaCO3. CaCO3 nó bị tan, nó chuyển thành cái muối hòa tan là CaHCO3 hai lần. Đây là một cái muối tan. Cái mình cần là cái muối kết tủa, chứ mình không cần cái muối tan này, tại vì cái muối này không có khả năng hấp phụ, chỉ có cái muối kết tủa mới khả năng hấp phụ thôi. Như vậy thì khi tạo thành cái muối này có nghĩa là AB của nước mía đã giảm xuống. Cái muối này nó có khả năng trở thành cái muối kết tủa, cái muối tan này nè, có khả năng trở thành cái muối kết tủa khi có sự gia nhiệt hay có nhiệt độ. Mà chúng ta biết rồi, chè trong sau khi làm sạch rồi thì vào thiết bị bốc hơi là có gia nhiệt thì lập tức là nó sẽ hình thành cái muối kết tủa. Và lúc này thì chúng ta không nắm độc loại nó ra được, tại vì nó đang trong thiết bị bốc hơi. Như vậy thì nó sẽ kết tủa ở đâu? Nó sẽ kết tủa lên bề mặt của cái ống truyền nhiệt. Rồi nó sẽ tạo cặn giống như SO2 hồi nãy. Và những cái vấn đề này là những cái vấn đề mà các nhà máy đường người ta nó gây rất là nhiều khó khăn cho các nhà máy đường ha. Họ phải định kỳ cạo cái cáo cặn đó đi. Rồi, đó là tác dụng của CO2. Tương tự giống như SO2, khi sử dụng CO2 thì phải kèm theo sữa vôi nha, phải kèm theo sữa vôi để tạo thành cái kết tủa CaCO3. Nếu như không có sữa vôi thì sẽ không tạo thành cái kết tủa CaCO3 được. Rồi, chúng ta qua chất điện ly cuối cùng, đó là B2O5. Lớp đang bị vắng, chuyển là sĩ số 69 trừ cô ra là 68. Chút xíu cô sẽ điểm nhận tác dụng của B2O5. Tác dụng của B2O5. Rồi, B2O5 là chất có sẵn trong cây mía ha, trong bản thân cây mía có. Tuy nhiên nếu như có ít thì người ta phải bổ sung vào ha.
người ta sẽ cho vào dưới dạng là H3PO4. Như vậy thì tác dụng đầu tiên của B2O5 đó là trung hòa vôi. Nó trung hòa vôi. Trung hòa vôi, khi nó trung hòa vôi thì nó sẽ tạo ra cái kết tụ có khả năng hấp phụ là Ca3PO4 hai lần. Đây là một kết tụ có khả năng hấp phụ. Cái kết tụ này có khả năng hấp phụ rất mạnh, mạnh hơn CaCl3. À, nhưng mà nó có nhược điểm là kết tụ này nó không trắng chắc giống như CaCl3 mà nó xốp. Nó xốp. Cho nên là khi sử dụng B2O5 để làm sạch ấy, thì thường người ta sẽ cho lắng nổi. Tức là người ta sẽ cho chất trợ lắng vào. Chất trợ lắng này nó sẽ kết hợp với cái kết tụ này và làm cho cái kết tụ này nó nổi lên trên mặt nước. Hay nổi lên trên và người ta sẽ lấy phần gạt, người ta gạt cái kết tụ này đi. Rồi, tạo kết tụ có khả năng hấp phụ là Ca3PO4 hay là. Rồi, các em thấy là B2O5 nó không có khả năng tẩy màu. Như vậy thì khi sử dụng B2O5 để làm sạch thì người ta sẽ kèm theo tác nhân tẩy màu. Tác nhân tẩy màu có thể đó là FO2 hay là than hoạt tính gì đó vân vân. Khi sử dụng B2O5 để làm sạch thì nó không có tác dụng tách sát carbon canxi ha. Và một cái điều nữa là khi thừa B2O5 thì nó cũng không tạo cặn giống như CO2 và FO2 nha. Nó không tạo cặn. Thế nhưng nếu như thừa B2O5 thì nó sẽ lưu lại trong cái sản phẩm, tức là nó sẽ dư ion phốt pho trong sản phẩm ha. Nghĩa là khi sử dụng thừa B2O5 thì nó cũng không có tạo cặn trong thiết bị giống như CO2 và FO2, nhưng nó sẽ thừa cái ion phốt pho trong chè trong, rồi chè trong qua bốc hơi rồi qua nấu đường ha. Rồi trong đường sản phẩm nó sẽ tồn tại ion phốt pho. Thì về mặt dinh dưỡng thì người ta không muốn trong một cái sản phẩm nào đó có nhiều ion phốt pho. Điều này nó liên quan đến cái vấn đề hấp thu phốt pho và canxi của cơ thể ha. Rồi. Ngoài ra tác dụng của B2O5 là trong sản xuất đường thủ công thì tác dụng hấp phụ của Ca3PO4 hai lần là chủ yếu. Rồi trong sản xuất đường tinh luyện thì dùng axit phosphoric để tách chất màu của hợp chất phenol và sắt. Rồi, tóm lại tác dụng quan trọng của B2O5 đó là gì? Nó sẽ trung hòa vôi, và thứ hai là tạo kết tụ có khả năng hấp phụ là Ca3PO4 hai lần. Kết tụ này có khả năng hấp phụ mạnh nhưng mà hơi xốp, vì vậy khi sử dụng B2O5 để làm sạch là người ta sẽ lắng nổi ha, người ta sẽ lắng nổi chứ không lắng chìm giống như vôi, FO2 và CO2. Rồi. Chúng ta xong các chất điện ly. Như vậy thì có 4 chất điện ly ha, vôi, FO2, CO2 và B2O5. Bây giờ cô hỏi lại. Khoan diệt quàng. Khoan diệt quàng có không? Em. Rồi em cho con biết tác dụng của chất điện ly. Chắc con giới hạn luôn là chất điện ly có hai tác dụng quan trọng. Hai tác dụng quan trọng đó là gì? Rồi dây quan trả lời cho cô nè, để thay đổi pH của dung dịch nước mía thì người ta làm gì? Em không nghe rõ cơ. Nghe rõ không? Mấy đứa nghe rõ không mấy đứa? Hoàng nghe không rõ là chắc vấn đề bên đường truyền của em á. Rồi được rồi Hoàng. Sông Hương. Trịnh Sông Hương. Trịnh Sông Hương. Dạ rồi không. Sông Hương trả lời đi. Để thay đổi pH nước mía thì người ta sẽ làm gì? Để thay đổi pH gì cô ơi, không nghe không rõ. Để thay đổi pH của nước mía. Dạ.
Không được nữa em, Kim Quỳnh. Dạ là thêm chất điện ly. À, thêm chất điện ly vào, phải không? Như vậy thì tác dụng thứ nhất của chất điện ly là làm thay đổi pH của nước mía. Rồi tác dụng thứ hai của chất điện ly là gì? Sông Hương, Sông Hương phải không? Sông Hương đang trở lại đúng không? Dạ. Tác dụng thứ hai. Thưa cô là tạo kết tổ hấp phụ. Đúng rồi, tạo kết tổ có khả năng hấp phụ. À, chúng ta phân biệt hấp phụ với hấp phụ nha. Hấp phụ là chỉ hấp phụ trên bề mặt thôi. Còn hấp phụ là gì? Hấp phụ là nó sẽ đi vào trong cái vật liệu rắn luôn, ha, vật liệu rắn xốp gì đấy. Ví dụ như hấp phụ của khí hay cái gì đó ha. Còn ở đây mình nói là hấp phụ hay nó chỉ tác dụng trên bề mặt thôi. Rồi, nó lại tác dụng của chất điện ly, nó sẽ tạo ra hai tác dụng quan trọng. Thứ nhất là nó sẽ tạo ra làm thay đổi pH của dung dịch. Thứ hai là nó sẽ tạo ra kết tổ có khả năng hấp phụ. Rồi, một câu hỏi nữa. Các chất cao trong nước mía mình tách ra bằng cách nào? Vỏ thì như Quỳnh hồi nãy như nói rồi, chưa rồi đúng không? Vương Đắc Khởi. Dạ em đi cô ơi. Rồi các chất cao trong nước mía, chất phi đường nhiều lắm. Thì có những chất có hoạt tính cao, có những chất ở trạng thái hòa tan. Bây giờ cô nói về những chất có hoạt tính cao hay nói cách khác là các chất cao trong nước mía mình loại ra bằng cách nào? Tất chất cao đó đúng không cô? Keo, dạ. Chất keo đó. Keo, dạ chất keo. Ừ. Dạ thì mình dùng những cái phương pháp lắng nổi hay cô? Hay cũng không có. Tất chất keo. Chất keo trong nước mía mình tất ra bằng cách nào nãy? Nãy giờ cô nói. Hay là cho tác dụng chất điện ly vô để mình trung hòa nó hả cô? Để mình tạo ra cái kết tổ rồi mình lọc nó ra. Gì đúng không? Trúc Linh. Có Trúc Linh không? Nói bữa giờ rồi tác dụng. Trúc Linh cho cô biết là các chất keo trong mía tách ra bằng cách nào? Những cái tạp chất. Dạ cô là SO2 với SO1. Vậy em Cẩm Lon. Dạ. Cẩm Lon đâu? Có Cẩm Lon không? Dạ. Dạ có Cẩm Lon, các chất keo trong nước mía tách ra bằng cách nào Cẩm Lon? Được tách ra bằng cách nào Cẩm Lon? Nguyễn Tấn Lực biết dạ, không Lực em. Dạ thưa cô là dùng SO2. Cô chưa nghe được máy bay nào. Dùng SO2 ạ. Nói chung tóm gọn lại rồi, bạn nào biết là các chất keo trong nước mía mình tách ra bằng cách nào? Không, bạn nào biết hả? Rồi Ngọc Lượng. Dạ thưa cô là em nghĩ là mình đưa cái dung dịch về pH rắn điện á thì mình thêm ba giờ hoặc axit vô cô. Chính xác. Mừng quá. Các chất keo trong nước mía mình tách bằng cách là gì? Mình đưa về pH rắn điện, mình tách nó ra. Tại pH rắn điện thì keo nó ngưng kết thì mình tách ra, hoặc là mình gia nhiệt làm mất lớp nước của hạt keo thì hạt keo cũng ngưng kết thì mình tách nó ra. Rồi hiểu chưa nè? Hiểu, mấy đứa hiểu không mấy đứa? Phần này khó lắm đó. Phần làm sạch là khó nhất, là đúng phần kết tinh là khó thứ hai. Rồi nha, vậy cô qua nha. Các bạn nào thắc mắc cái gì không?
không thắc mắc thì qua tác dụng cuối cùng là tác dụng chất trao đổi ion. Tác dụng chất trao đổi ion. Rồi. Chất trao đổi ion là chất gì cơ đã? Chất trao đổi ion là những chất có khả năng trao đổi ion của nó với những ion khác trong dung dịch. Chất trao đổi ion là những chất có khả năng trao đổi ion của nó với những ion khác trong dung dịch. Rồi cấu tạo của chất trao đổi ion đơn giản nhất, nó là một cái hợp chất cao phân tử không tan trong nước. Ha, không tan trong nước. Nó là những cái hạt nhựa thôi. Ha, nó là những cái hạt nhựa. Nó sẽ gồm có hai phần. Ra thứ nhất là H cộng và RB trừ, người ta ký hiệu là cái phần mà cái hợp chất trao phân tử này á. Nếu như chất trao đổi ion dương á thì người ta ký hiệu là H cộng RB trừ. Nếu như chất trao đổi ion âm thì H Ra cộng OH trừ. Rồi cái phần dương và cái phần âm này nè. Ví dụ như là chất trao đổi ion dương H cộng và RB trừ là hai cái phần này nè. Nó liên kết với nhau bằng một cái liên kết yếu ha, liên kết yếu. Tương tự cái này cũng vậy, hai cái phần này nó liên kết với nhau bằng một cái liên kết yếu. Khi cho các hạt nhựa này vào trong nước, tức là cho các chất trao đổi ion này vào trong nước, thì các phân tử nước nó sẽ xâm nhập vào hạt nhựa và nó sẽ làm đứt liên kết ha, đứt liên kết đứt liên kết này. Và lúc này thì H cộng nó sẽ đi vào trong dung dịch, OH trừ nó sẽ đi vào trong dung dịch, và những cái chất phi đường hay là những cái tạp chất trong dung dịch nó sẽ gắn lên hạt nhựa ha. Về nguyên lý nó như vậy. Ví dụ như chất trao đổi ion dương H cộng RB trừ thì nó sẽ cho H cộng sẽ đi vào trong dung dịch. Như vậy thì một cái ion khác, một cái ion dương khác nó sẽ gắn lên hạt nhựa. Cụ thể đây là ca cộng. Ca cộng này nó sẽ gắn lên hạt nhựa ha. Tương tự như vậy, chất trao đổi ion âm thì ion OH trừ sẽ đi vào trong dung dịch và ion âm CN trừ nó sẽ gắn lên hạt nhựa. Có nghĩa là mấy cái này nó trao đổi lẫn nhau, trao đổi vị trí lẫn nhau. Sau một cái thời gian trao đổi thì cái hạt nhựa này nó gắn đầy những cái ion của chất phi đường ha, gắn đầy những cái ion rồi thì nó không còn khả năng trao đổi nữa. Lúc này người ta sẽ lấy hạt nhựa ra, người ta sẽ lấy này ra và người ta sẽ đem đi tái sinh, Nếu như chất trao đổi ion dương thì người ta sẽ cho vào trong axit H2SO4. Nếu như chất trao đổi ion âm thì người ta sẽ cho vào kèm ha, kèm. Rồi thì khi cho vào axit hay kèm như vậy thì đối với chất trao đổi ion dương thì H cộng sẽ gắn lên ha. Đối với chất trao đổi ion âm thì OH trừ sẽ gắn lên. Cái quá trình này người ta gọi là quá trình tái sinh hạt nhựa hay là rửa hạt nhựa ha. Rửa giải hạt nhựa hay là quá trình phục hồi hạt nhựa. Rồi khi nó được phục hồi lại trạng thái như thế này thì người ta sẽ cho nó vào dung dịch để trao đổi tiếp. Rồi hiểu không nè? Rồi tóm lại, chất trao đổi ion là gì? Là chất có khả năng trao đổi ion của nó với những ion khác trong dung dịch. Nhớ cho cô là chất trao đổi ion dương thì có khả năng trao đổi ion dương của nó với những ion dương khác trong dung dịch. Chất trao đổi ion âm thì có khả năng trao đổi ion âm của nó với những ion âm khác trong dung dịch ha. Rồi sau thời gian trao đổi thì hạt nhựa nó mất khả năng trao đổi, tức là trên hạt nhựa gắn đầy những cái ion âm của chất không đường thì lúc này người ta sẽ lấy hạt nhựa ra và người ta đi rửa giải ha, hay gọi là tái sinh hay là phục hồi hạt nhựa gì đó. Rồi thì ở đây khi sử dụng chất trao đổi ion thì không có quá trình lắng hay lọc gì hết. Chú ý nha, khi sử dụng những chất điện ly thì có quá trình lắng lọc, còn khi sử dụng chất trao đổi ion thì không có quá trình lắng lọc. Vì sao? Vì những chất phi đường đã gắn lên hạt nhựa rồi thì sau thời gian thì người ta sẽ đem cái hạt nhựa ra ngoài thôi, có nghĩa là người ta đã đem những chất phi đường ra ngoài. Xong rồi ha, hiểu chỗ này
này không cần phải thuộc những cái phản ứng như thế này, chỉ cần hiểu chất trao đổi âm là gì ha, là gì, đó là những cái chất có khả năng trao đổi âm của nó với những ion khác trong dung dịch. Nếu như ion dương thì có khả năng trao đổi ion dương của nó với ion dương khác trong dung dịch. Nếu như trao đổi ion âm thì có khả năng trao đổi ion âm của nó với các ion âm khác trong dung dịch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua các phương pháp làm sạch ha, coi như là xong, chúng ta đã xong cơ sở của quá trình làm sạch. Tác dụng của pH nè, tác dụng của chất của nhiệt độ, của chất điện ly, của chất trao đổi ion. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp làm sạch. Rồi, có hiện nay có 4 phương pháp. Tên của phương pháp thì sẽ gọi chúng ta biết được tác nhân làm sạch. Ví dụ như là phương pháp vôi thì sẽ cho chúng ta biết là tác nhân làm sạch đó chính là vôi. Phương pháp sunfit quá thì tác nhân làm sạch đó là sunfit. Phương pháp carbonat quá thì tác nhân làm sạch đó là carbonat. Phương pháp phosphat quá thì tác nhân làm sạch đó là phosphat ha. Mỗi phương pháp làm sạch sẽ sử dụng một tác nhân làm sạch khác nhau và hiệu quả làm sạch nó cũng khác nhau. Người ta sẽ cân nhắc và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp để người ta sử dụng. Và người ta muốn sản xuất ra cái đường sản phẩm có chất lượng như thế nào thì người ta sẽ dùng cái phương pháp làm sạch tương ứng. Ví dụ như là điều kiện kinh tế tài chính chưa đủ thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp đơn giản là phương pháp vôi, thì sẽ cho ra đường có chất lượng thấp là đường thô thôi. Còn nếu như đầu tư hơn một chút xíu thì sẽ sử dụng phương pháp sunfit quá thì cho ra sản phẩm đường có chất lượng trung bình đó là đường trắng. Còn đầu tư hơn nữa thì đó là phương pháp carbonat quá. Phương pháp này nó hiện đại hơn và cho ra chất lượng đường cao hơn đó là đường RE. Và phương pháp phosphat quá cũng cho ra chất lượng đường cao đó là đường RE. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phương pháp làm sạch đầu tiên đó là phương pháp vôi. Phương pháp vôi, đặc điểm của phương pháp vôi, tác nhân làm sạch chính là vôi, cho ra đường sản phẩm có chất lượng thấp ha. Đặc điểm của phương pháp tác nhân làm sạch chính là vôi, cho ra đường sản phẩm có chất lượng thấp đó là đường thô. Ưu điểm của phương pháp vôi là gì? Quy trình đơn giản, tiêu hao hóa chất thấp, máy móc thiết bị ít cho nên không cần công nhân trình độ cao. Đây là phương pháp duy nhất có thể sản xuất thủ công. Ưu điểm của phương pháp: quy trình đơn giản, tiêu hao hóa chất thấp, máy móc thiết bị ít nên không cần công nhân trình độ cao. Do đó đây là phương pháp duy nhất có thể sản xuất thủ công. Nhược điểm của phương pháp. Phương pháp này khả năng làm sạch thấp, cho nên cho ra đường có chất lượng thấp. Đó là đường thô, khả năng làm sạch thấp, cho ra đường có chất lượng thấp là đường thô. Rồi. Về phương pháp vôi á, thì hiện nay có 3 phương pháp là phương pháp cho vôi vào nước mía lạnh, người ta gọi là vôi lạnh. Phương pháp cho vôi vào nước mía nóng, người ta gọi là vôi nóng. Và phương pháp thứ ba là cho vôi phân đoạn. Phương pháp cho vôi phân đoạn thì ít dùng ha, chủ yếu dùng vôi lạnh và vôi nóng, cho nên cô sẽ giới thiệu về vôi lạnh, vôi nóng. Còn cho vôi phân đoạn thì các em đọc thêm trên tài liệu ha.
Đây là đường thô nè các em, trên cái tinh thể đường nó còn một cái lớp bọc màu vàng bám trên tinh thể. Đường thô mình dân gian người ta hay gọi là đường vàng, đường cát vàng ha, nó có cái màu vàng. Rồi phương pháp vôi, cho vôi, phương pháp đầu tiên là phương pháp cho vôi gọi nước mía lạnh, người ta gọi là vôi lạnh. Chúng ta xem nước mía hỗn hợp người ta trung hòa đến pH 7.2, 7.5. Sau khi trung hòa xong thì người ta sẽ tiến hành gia nhiệt lên nhiệt độ 102 đến 105. Gia nhiệt xong thì người ta đem đi lắng, lắng thu được sản phẩm là chè trong. Nước bùn này sẽ đem đi lọc để thu được nước lọc trong. Nước lọc trong sẽ gọt với chè trong. Đó là cho vo vào nước mía lạnh. Còn cho vo vào nước mía nóng thì sao? Cho vo vào nước mía nóng thì đầu tiên là người ta sẽ gia nhiệt nước mía trước. Người ta gia nhiệt lên nhiệt độ 102 đến 105 độ C. Gia nhiệt xong người ta sẽ đem đi trung hòa đến pH 7.2 đến 7.5 dần. Trung hòa xong thì người ta đem đi lắng, ta thu được sản phẩm là chè trong. Rồi. Các em, nhiệm vụ của các em là so sánh. Nhiệm vụ của các em là so sánh ưu nhược điểm của hai phương pháp cho vôi vào mía lạnh và cho vôi vào mía nóng, hay là vôi lạnh và vôi nóng. Ưu điểm của vôi lạnh sẽ là nhược điểm của vôi nóng và ngược lại. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nói một loại thôi là vôi lạnh. Ưu điểm của vôi lạnh là gì, nhược điểm của vôi lạnh là gì, rồi các em suy nghĩ nha. Lớp này vắng nha, cô sẽ điểm danh. Em phát biểu đúng không cô? Rồi, bạn nào phát biểu đi. Cô là cho vô và nước mía lạnh thì ưu điểm nó sẽ là thao tác quản lý đơn giản, trung hòa ngay nước mía, tránh chuyển hóa đường saccharo. Nhược điểm của nó là lượng vôi dùng nhiều do độ hòa tan của nước mía lạnh tăng. Nếu đồng độ sữa vôi quá cao khi đun nóng sẽ đóng cặn ở thiết bị, phản ứng kết tủa xảy ra chậm, không hoàn toàn, hiệu quả làm sạch kém. Phương pháp gia nhiệt cho vôi vào, phương pháp gia nhiệt vôi vào nước mía nóng, ưu điểm của nó là loại được protein tương đối nhiều do nhiệt độ cao tạo thành Ca3B42, tương đối hoàn toàn, hiệu quả làm sạch tốt, trên lệch lượng amylobetin trước và sau khi làm lớn,
tốc độ tăng lớn, dung tích nước bùn ít, tiết kiệm vôi so với phương pháp trên, phương pháp nước máy lạnh từ 15-20%. Nhược điểm của nó đó là saccharosa bị chuyển hóa nhiều, màu sắc của nước mía sậm. Dạ hết. Đọc trong đó thì các bạn cũng rất là khó theo dõi đó. Em tóm lại được không? Tóm lại gọn chút xíu được không? Bạn Đào Trọng Nguyên đang dùng chung với bạn Bích Ngọc hả? Rồi ok. Nói tóm lại được không? Rồi thôi được rồi. Dạ được, dạ được. Thôi thôi được rồi em. Để cô nói luôn. Và khi mà so sánh so cho qua lạnh và qua nóng, khi em so sánh thì em phải so sánh như thế này. Nó để nó được đầy đủ nè. Chúng ta sẽ so sánh vấn đề thứ nhất là gì? Các em sẽ xem coi là thứ nhất là pH. Các em xem là pH. Các em xem pH của nước mía ha. pH của nước mía là bao nhiêu? Rồi thứ hai nữa là gì? Các em sẽ xét nhiệt độ ha. Nhiệt độ của nước mía. Nhiệt độ của nước mía lúc này là bao nhiêu? Rồi. Dựa trên những cái tiêu chí đó thì em sẽ xem coi, em đánh giá. Thứ nhất là sự thủy phân ha. Sự thủy phân. Sự thủy phân của saccharose. Cái vấn đề thứ hai nữa em cần phải chú ý nữa là gì? Thứ hai nữa mình cần phải chú ý đó là gì? Cái sự tiêu hao hóa chất như thế nào? Sự tiêu hao hóa chất ha. Rồi cái vấn đề thứ ba các em cần chú ý nữa là gì? Cái thời gian ha. Thời gian phản ứng. Rồi các em sẽ so sánh trên những cái yếu tố này. Đối với nước mía lạnh thì pH của nước mía là bao nhiêu? Cô xin lỗi, qua lạnh thì pH của nước mía là bao nhiêu? pH của nước mía. pH của nước mía là bao nhiêu các em? pH nước mía là nhiều. 5 đến 5.5 chính xác. Qua lạnh và qua nóng thì pH nước mía đều là 5 đến 5.5 hết. Nhưng mà nhiệt độ lúc này là bao nhiêu? Nhiệt độ lúc của vôi lạnh là bao nhiêu? Là 25 đến 30 độ C. Còn nhiệt độ của vôi nóng lúc này là bao nhiêu? 102 đến 105. Rồi. Như vậy thì so sánh về sự thủy phân saccharose thì cái nào sẽ bị thủy phân nhiều hơn? Vôi lạnh hay vôi nóng? Vôi nóng. Vôi nóng sẽ thủy phân nhiều hơn. Rồi sự tiêu hao hóa chất thì như thế nào? Đối với phương pháp vôi lạnh á, nhiệt độ của nước mía là 20 đến 25 đến 30 độ C, cho nên là ở cái nhiệt độ này tốc độ của phản ứng trung hòa nó sẽ chậm, cho nên cái sự tiêu hao hóa chất nó sẽ nhiều. Còn đối với phương pháp vôi nóng, nhiệt độ nước mía lúc này là 102 đến 105 độ C, cho nên tốc độ của phản ứng trung hòa nó sẽ nhanh hơn ha. Vì vậy cái tiêu hao hóa chất nó sẽ ít hơn. Đó. À, thời gian thì mía lạnh nó thời gian lâu, còn đối với mía nóng thì thời gian ngắn. Rồi bây giờ so sánh về cái hiệu quả làm sạch thì như thế nào? Thực nghiệm thì người ta thấy rằng đối với phương pháp vôi lạnh á, thì cái hiệu quả làm sạch nó không bằng phương pháp vôi nóng. Đối với vôi nóng thì người ta thấy là hiệu quả làm sạch nó cao hơn đó, nó tốt hơn. Nhưng đối với cái vôi nóng á, thì cái sự mất đường nó sẽ nhiều hơn và sự tạo màu nó sẽ nhiều hơn. À, còn đối với vôi lạnh á, vôi lạnh thì sao? Đối với vôi lạnh thì sự mất đường nó sẽ ít hơn, sự tạo màu nó cũng sẽ ít hơn. À, rồi được không nè?
Khi so sánh thì chúng ta đưa thêm cái giá trị pH và nhiệt độ vô, và sau đó là chúng ta sẽ so sánh những cái tiêu chí này ha, sự thị phân, tiêu hao hóa chất và thời gian phản ứng. Về hiệu quả làm sạch thì thực nghiệm người ta thấy rằng cái vôi nóng làm sạch hơn, nhưng mà màu sắc nó sậm hơn cái vôi lạnh. Vôi lạnh thì hiệu quả làm sạch không bằng, không cao bằng, nhưng mà màu sắc nó không đậm bằng. Rồi xong cái này, các em tự ghi được rồi ha. Và qua phương pháp tiếp theo là phương pháp sinh thiết. Phương pháp sinh thiết đó, như phương pháp sinh thiết thì đặc điểm của phương pháp thì như thế nào? Đặc điểm của phương pháp sinh thiết là tác nhân làm sạch chính là SO2. À, tác có cần các tác nhân phụ không, các em có cần vôi không? Vẫn cần sữa vôi ha, đối với phương pháp sinh thiết là cần có sữa vôi. Rồi như vậy thì đối với phương pháp sinh thiết thì cần có hai cái tác nhân là SO2 với sữa vôi. Ưu điểm của phương pháp sinh thiết là sản xuất được đường trắng trực tiếp ha, còn phương pháp vôi hồi nãy là chỉ sản xuất ra được đường thô thôi. Còn phương pháp sinh thiết là sản xuất ra được đường trắng luôn. Quy trình công nghệ thì sao? Quy trình công nghệ thì tương đối là đơn giản. Tương đối đơn giản thôi, chứ nó không so với phương pháp vôi thì nó phức tạp hơn. Nhưng mà so sánh với phương pháp carbonate, nếu chúng ta nói thì nó đơn giản hơn. Cho nên cái phương pháp này là cái quy trình công nghệ nó nằm trung gian. Ha. Vì vậy mình dùng cái từ là tương đối đơn giản. Rồi vốn đầu tư là thấp, tiêu hao hóa chất là tương đối ít, tiêu hao hóa chất tương đối ít. À, như vậy thì cái phương pháp này có thể sản xuất thủ công không các em? Có thể sản xuất được thủ công không? Không, phương pháp sinh thiết cũng không sản xuất thủ công được. À, so với phương pháp vôi thì nó phức tạp hơn. Cho nên là chỉ có phương pháp vôi mới sản xuất thủ công thôi. Phương pháp sinh thiết là không sản xuất thủ công được. Nhược điểm của phương pháp, nhược điểm của phương pháp là gì? Hiệu quả làm sạch, hiệu quả làm sạch như thế nào? Hiệu quả làm sạch tương đối ha, hiệu quả làm sạch tương đối tốt thôi chứ không phải là tốt. Vì so sánh với carbonate thì nó không tốt bằng. À, cho ra hiệu quả làm sạch tương đối tốt, cho ra đường có chất lượng trung bình, đó là đường trắng ha. Hàm lượng canxi còn lại cao, hàm lượng canxi còn lại là cao hay là nhiều? Mà hàm lượng canxi còn lại nhiều thì nó ảnh hưởng đến quá trình gì các em? Ảnh hưởng đến quá trình tạo cặn, nó sẽ tạo cặn. Nhớ, hàm lượng canxi nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến sự tạo cặn. Các em gạch mũi tên ra là tạo cặn. Rồi, trong quá trình bảo quản, đường dễ bị biến màu do oxy không khí. Đây là cái hiện tượng trở màu của đường. Rồi, ngoài ra, nó còn gây chuyển hóa đường lớn. Có nghĩa là đường saccharo bị chuyển hóa nhiều. Chuyển hóa nhiều có nghĩa là hiệu sức thu hồi giảm, tức là tổn thất nhiều. Rồi, như vậy thì phương pháp sinh thiết hóa có rất là nhiều nhược điểm. Thế thì tại sao các nhà máy đường Việt Nam lại sử dụng phương pháp sinh thiết? Gần 70% các nhà máy đường ở Việt Nam là sử dụng phương pháp sinh thiết. Vì rằng ngày xưa mình xây dựng nhà máy đường là những công nghệ của Trung Quốc, mà lúc đó là Trung Quốc sử dụng phương pháp sinh thiết hóa axit, cho nên mình cũng dùng cái phương pháp sinh thiết hóa axit luôn. Mặc dù cái phương pháp này nó có nhiều nhược điểm. Rồi. Xong, bây giờ chúng ta sẽ nói về các phương pháp sinh thiết hóa. Các phương pháp sinh thiết hóa có 3 phương pháp.
dựa vào cái mốc pH cần khống chế mà người ta chia cái phương pháp sulfit quá ra làm ba loại, là phương pháp sulfit quá acid, có nghĩa là người ta sẽ phong SO2 vào nước tiến đến pH acid và thu được sản phẩm là đường trắng. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm nên được nhiều sử dụng nhiều, hay các nhà máy đường sử dụng nhiều cái phương pháp acid sulfit quá acid. Rồi phương pháp sulfit quá kiềm mạnh, có nghĩa là trong quá trình làm sạch có một cái giai đoạn tiến hành là pH cao ha. Thì người ta thấy rằng cái phương pháp sulfit quá kiềm mạnh này cái hiệu quả làm sạch tương đối tốt, đặc biệt là đối với những cái loại mía bị sâu bệnh. Tuy nhiên ở cái pH kiềm mạnh thì sacaro bị phân hủy nhiều, màu sắc nó đậm, cho nên là hiện nay người ta cũng ít dùng cái này lắm. Rồi phương pháp sulfit quá kiềm nhẹ, kiềm nhẹ thì tức là người ta sẽ tiến hành ở cái pH là 8 đến 9 thôi, nó kiềm nhẹ thôi ha, và hiệu quả làm sạch nó cũng không cao, cho ra sản phẩm là đường thô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phương pháp sulfit quá acid, đây là cái phương pháp được sử dụng nhiều nhất. Các em nhìn trên Google. Nước mía hỗn hợp có pH là 5 đến 5.5. Người ta sẽ cho sữa voi vô ha, đến pH 6.4, 6.6 thì dừng. Sau đó người ta sẽ gia nhiệt 1 ha, gia nhiệt 1. Sau khi gia nhiệt 1 thì người ta sẽ tiến hành phong SO2 lần 1 đến pH là 3.4 đến 3.8. Sau khi phong SO2 thì người ta sẽ cho sữa voi vào để trung hòa đến 6.8, 7.2 thì dừng. Sau khi trung hòa xong thì tiến hành gia nhiệt 2. Gia nhiệt 2 này là để chuẩn bị cho quá trình lắng ha. Gia nhiệt 2 lên đến 102, 105 là để chuẩn bị cho quá trình lắng. Lắng thu được chè trong. Chè trong này sẽ đem đi gia nhiệt 3 ở nhiệt độ 110 đến 115. Đây là nhiệt độ nước mía sôi mạnh để chuẩn bị cho quá trình bốc hơi. Bốc hơi xong thu được sirup nguyên. Sirup nguyên này người ta thực hiện thông SO2 lần 2 đến pH 6.4, 6.6. Sirup nguyên sau đó thì thu được sirup sulfit. Sirup sulfit này sẽ đem đi nấu được. Rồi đó là quy trình công nghệ. Chúng ta chú ý, các em suy nghĩ cho cô, mục đích cho vôi xô bỏ vô để làm gì? Tại sao cho vôi vào đến pH 6.4, 6.6 mà không cao hơn hoặc thấp hơn? Mục đích gia nhiệt 1 là để làm gì? Mục đích thông SO2 lần 1 là để làm gì? Tại sao ở pH này mà không cao hơn hoặc thấp hơn? Mục đích của trung hòa để làm gì? Mục đích thông SO2 lần 2 là để làm gì? Tại sao thông SO2 ở cái pH này? Thông SO2 lần 2 này so với lần 1, mục đích có giống nhau hay không? Rồi một cái vấn đề nữa là theo như chúng ta, hồi trước chúng ta đã học về quy trình công nghệ thì quá trình làm sạch sẽ kết thúc khi thu được sản phẩm là chè trong ha. Có nghĩa là chè trong nó là sản phẩm của quá trình làm sạch. Làm sạch xong là thu được chè trong. Tại sao ở đây chè trong này đi bốc hơi ha, thu được sirup hay là siro đó, thì lại thông SO2 lần 2 nữa để làm gì? Và quá trình này có thể bỏ qua được hay không? Em suy nghĩ đi ha. Dạ cô ơi cô. Cô ơi, dạ hôm nay em về quê, cô cho em ra sớm một tí, em đi xuống bến xe được không cô? Em tên gì? Dạ Kim Nguyên ạ. Cái vấn đề đó là cái việc cá nhân của em nha, em làm sao em đủ bài, đủ chép bài để làm kiểm tra thi đó, làm nha, Kim Nguyên phải không? Dạ. Rồi, ok em. Dạ, em cảm ơn cô ạ.
Rồi, các em suy nghĩ đi ha. Môn công nghệ sản xuất đường này cô dạy công sản, nghệ sản xuất đường bánh kẹp cô dạy hai lớp và hai lớp đều online hết. Lớp đầu tiên là tiết 7, 8, 9 và là tiết và lớp của các em là 12. Như vậy thì bạn nào mà bận 11, 12 muốn chuyển qua 7, 8, 9 thì vẫn được ha. Và các em chuyển lớp như vậy thì các em nhắn để cô biết. Rồi, có bạn nào có cho câu trả lời rồi, mục đích cho qua sơ bộ vô để làm gì? Dạ, em trả lời nha con. Và bạn nào trả lời? Dạ, con. Dạ, cô mục đích cho sữa phô vô là để trung hòa nước mé, hạn chế sự diễn hóa đường, tạo pH tản điện để ngưng kết hạt keo, hình thành nhân kết tổ có lợi cho sự tạo hành chất kết tổ. Em nói lại cái tiếng mắt của em nó hơi rè rè, cô nghe không có rõ. Nói lại hả cô? Ừ, nói lại thôi. Dạ, cô là cho sữa phô vô để có pH từ 6.4 đến 6.6, nhằm mục đích là trung hòa nước mía, hạn chế sự chuyển hóa, nhằm tránh sự mất đường, tạo pH dẫn điện, ngưng kết hệ keo, hình thành nhân kết tổ có lợi cho sự tạo hành chất kết tổ. Ừ, như vậy là hai tác dụng đúng không? Tác dụng thứ nhất là tạo điểm đẳng điện nè, thứ hai nữa là trung hòa nước mía để tránh mất đường. Rồi, ok, em là tên gì? Dạ Thanh Thu. Thì Thanh Thu rồi, ok em. Các em có ghi được không? Mục đích của cho vôi sơ bộ như là trung hòa một phần axit điện ly có trong nước mía để hạn chế sự chuyển hóa đường, và trung hòa mục đích cho vôi sơ bộ, mục đích thứ nhất là trung hòa nước mía để tránh mất đường, trung hòa các axit trong nước mía để tránh mất đường, ghi sao hiểu được rồi. Mục đích thứ hai là tạo điểm đẳng điện để ngưng kết một số keo, tạo điểm đẳng điện để ngưng kết một số keo, một số chất keo, thì một số chất keo này là ở cái pH là 6.4 đến 6.6. Rồi, ngoài ra còn có tác dụng ức chế vi sinh vật gì gì đó ha, mấy cái đó không quan trọng, nhưng mà quan trọng thứ nhất là trung hòa pH để tránh mất đường, thứ hai là tạo ra pH đẳng điện để ngưng kết các chất keo. Rồi, thế thì tại sao là 6.4, 6.6 mà không cao hơn hay thấp hơn? Nếu như cao hơn thì sao? Nếu như cô cho nhiều sữa vôi chỗ này cao hơn thì các em để ý xuống dưới đây là thông SO2 lần 1. Nếu như ở đây nhiều sữa vôi thì dưới đây phải tốn nhiều SO2 để đưa pH xuống đúng không? Như vậy thì sẽ tốn sữa vôi và tốn quá SO2.
Rồi nếu như mà mình ở đây mình không nghe tung ha, ở đây mình cho sữa môi vô ít, nếu như ở đây mình cho sữa môi vô ít có nghĩa là pH dưới 6.4 thì rằng sao sự chuyển hóa saccharo trong môi trường axit sẽ nhiều ha, hiểu ý không? À, nếu như ở đây ở trong môi sơ bộ này nếu như mình cho nhiều sữa môi pH trên 6.6 thì sao? Thì xuống đây chúng ta sẽ tốn nhiều SO2 để đưa pH xuống. Như vậy thì vừa tốn sữa môi vừa tốn SO2. Rồi nếu như mình cho ít sữa môi ở đây có nghĩa là pH dưới 6.4 thì sao? Nếu như pH dưới 6.4 thì sự thủy phân saccharo sẽ nhiều. À, cho nên là người ta sẽ cho sữa môi vào đến cái pH khoảng 6.4, 6.8 thôi. Còn trị số pH chính xác là bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào việc nghiên cứu thực nghiệm của nhà máy đối với từng giống mía trên từng vùng canh tác. Ở cái trị số pH đó có thể loại được nhiều chất phi đường nhất. Hiểu ý không? Rồi, coi như xong cho voi sơ bộ. Cho voi sơ bộ tóm lại nó có hai tác dụng. Thứ nhất là tạo pH đẳng điện để tách khỏi các chất keo. Thứ hai là trung hòa nước mía để tránh mất đường. Rồi sang gia nhiệt 1, mục đích của gia nhiệt 1 là để làm gì? Thôi bây giờ cô gọi đi, cô gọi để cô điểm danh. Còn thì học ý. Dạ có cô. Rồi, mục đích của gia nhiệt là để làm gì em? Dạ thưa cô, mục đích của gia nhiệt một là làm mất nước của thể keo ưa nước, tăng nhanh quá trình liên kết keo, thúc đẩy phản ứng hóa học cho quá trình hấp thụ CO2, nhiệt độ cao, độ hòa tan của muối trong dung dịch nước mía giảm. Thứ hai đó là cái gì CO2? Dạ sao cô? Nói lại cái chỗ gia nhiệt đi em, mục đích của gia nhiệt tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ hai là thúc đẩy phản ứng hóa học cho quá trình hấp thụ SO2. Thúc đẩy phản ứng hóa học. Rồi cũng được. Rồi còn gì nữa? Dạ thưa cô là nếu nhiệt độ quá cao làm giảm sự hấp thụ SO2 vào nước mía thì ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình làm sạch. Còn dạ hết được cô. Tóm lại trong này là gì? Tóm lại thông gia nhiệt một nhằm mục đích gì? Mục đích quan trọng thứ nhất là gì? Làm mất lớp nước của hạt keo ha. Tác dụng thứ hai là gì? Tăng tốc độ phản ứng hóa học. Tuy nhiên nếu như ở này nếu như mình gia nhiệt quá cao thì sao? Gia nhiệt quá cao thì ở đây sau khi gia nhiệt xong là gì? Xong thì người ta làm gì? Thông SO2. Nếu như nhiệt độ mà cao quá thì thông SO2 vào, SO2 có được giữ ở trong nước mía không các em? Không. Nhiệt độ cao thì khí SO2 nó sẽ thoát ra hết, nó không giữ, nước mía sẽ không giữ được SO2. Như vậy thì cái hiệu quả làm sạch nó sẽ giảm. Vì vậy người ta chỉ gia nhiệt lên đến 55-60 độ C thôi mà không cao hơn. Vì rằng cao hơn thì khả năng ngậm SO2 thì giữ SO2 ở cái công đoạn sau này nó sẽ giảm xuống. Như vậy thì sẽ giảm cái hiệu quả làm sạch. Hiểu không nè? Nói lại gia nhiệt quan trọng nhưng mà công đoạn nào cũng quan trọng đó. Gia nhiệt một, tác dụng của gia nhiệt một là tách lớp nước của hạt keo. Thứ hai đó là tăng tốc độ phản ứng hóa học. Rồi quan trọng cái chỗ này là nhiệt độ không được vượt quá 55-60 độ C ha. Vì rằng nếu nhiệt độ cao thì không SO2 lần 2 sẽ không hiệu quả, có nghĩa là không giữ được SO2. SO2 sẽ bị thoát ra hết. Rồi. Trung hòa. Mục đích của trung hòa là để làm gì? Kim yến. Cao thì kim yến. Có kim yến không? Có.
Rồi, mục đích của trung hòa là gì em? Dạ thưa cô, mục đích của trung hòa là để giảm sự chuyển hóa đồ trước khi đưa vào nước mía sang giai dịch 2 và tạo kết tủa CaSO3. Dạ hết rồi. Câu hỏi lại lớp nè, thông SO2 lần 1 có thông SO2 lần 1 cô đang hỏi là thông SO2 lần 1 hay là đang hỏi trung hòa? Thông SO2 lần 1 đúng không? Thông SO2 lần 1 rồi bạn Kim Yến trả lời cho cô ơi. Cô bị phân tâm chút xíu. Rồi bạn Kim Yến trả lời lại cho cô. Thông SO2 lần 1 tác dụng của thông SO2 lần 1 là để làm gì? Dạ thưa cô, thông SO2 lần 1 là tạo kết tủa, tạo một phần kết tủa CaSO3 hấp thụ tạp chất vi đường và tẩy màu một phần nước mía và tạo pH đẳng điện vùng axit để ngưng kết các chất keo có điểm đẳng điện thấp. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. À, như vậy thì tóm lại là cô nói lại cái ý của em coi đúng không nha. Thứ nhất là tạo kết tủa CaSO3 đúng không? Cái thứ hai là tạo ra điểm pH để ngưng kết các chất keo, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Còn gì nữa không em? Dạ, tẩy màu một phần nước mía. Tẩy màu, rồi tác dụng thứ ba là tẩy màu. Rồi, ok. Em đúng được hai ý. Còn một ý đầu tiên là tạo kết tủa có khả năng hấp thụ CaSO3 là nó không chính xác. Tại dạ, sao không chính xác? Các em để ý nè. Ở đây mình cho sữa vôi vô pH là 6.4 đến 6.6. Như vậy thì cái lượng sữa vôi này nó chỉ đủ để trung hòa các axit trong nước mía thôi. Ha. Khi cho vào thì nó đã trung hòa hết và chúng ta thấy là pH nó không có dư. pH nó không có lên 7. Ha. Như vậy thì sữa vôi ở đây là đã hết rồi, nó không có dư. Sữa vôi không có dư cho nên xuống đây thì có tạo thành CaSO3 được không? Có tạo thành được không các em? Không tạo thành được, không tạo thành được, đúng rồi. Vì rằng sữa vôi cho vào rất là ít, ha, cho vôi rất là ít. Nó chỉ vừa đủ để trung hòa những cái axit có trong nước mía thôi. Sữa vôi không có dư. Tại sao mình biết không dư? Vì pH vẫn là pH axit, vẫn là pH axit, cho nên xuống đây không thể tạo thành CaSO3 được, ha. Mà nó chỉ có tác dụng là gì? Là tẩy màu nè. Thứ hai nữa là tạo ra cái pH để tách loại các chất keo, mà cụ thể ở đây là các chất không đường hữu cơ. Rồi, như vậy thì tóm lại thông SO2 lần 1 nó có tác dụng gì? Thứ nhất là gì? Tẩy màu dung dịch, tẩy màu dung dịch. Và nó tẩy màu và chất màu đây là các chất màu trong bản thân cây mía, trong nguyên liệu mía đó. Các chất màu trong nguyên liệu mía. Tẩy màu dung dịch là thứ hai nữa là gì? Tạo ra pH để tách loại các chất không đường ha. Cụ thể là chất không đường hữu cơ. Rồi còn cái gì nữa? Còn không? Còn không nè? Còn một cái tác dụng nữa là chuẩn bị tạo kết tủa CaSO3, chuẩn bị thôi chứ chưa có tạo thành kết tủa CaSO3 được ở chỗ này, vì rằng thôi không có dư ha. Chúng ta không thể nói là nó tạo kết tủa CaSO3 được, mà chúng ta có thể nói là gì? Chuẩn bị thôi, nó chuẩn bị tạo kết tủa CaSO3 thôi. Rồi, sang giai đoạn trung hòa, người ta cho sữa vôi vô để trung hòa. Như vậy thì mục đích trung hòa là để làm gì? Nó có mấy mục đích ở đây? Ý, Nguyễn Quỳnh Như Ý. Dạ có. Rồi em cô là làm thay đổi pH. Tạo kết tủa CaSO3. Rồi tạo kết tủa CaSO3.
của sự tác dụng 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 tạo pH lẫn điện, tạo pH đạn điện, tạo pH đạn điện, tạo cái tuần của sanh, cái tuần của sanh gì đây, cái quan trọng, cái quan trọng. Cái quan trọng nữa là gì? Quan trọng nữa là gì? Trung hòa nước tiến, trung hòa nước tiến thì trong trường ha. Cái gì trước đó là pH đó là pH của quán ở pH tường pH vậy thì trung hòa để pH lên để tránh mất đường, đó là tác dụng thứ nhất. Tác dụng thứ hai là tạo các tổ có khả năng hấp thụ là CaSO3, và tác dụng thứ ba là tạo cái pH đẳng điện để tách thở các chất keo. Đó là ba tác dụng hay là ba mục đích của công đoạn trung hòa. Rồi sau khi trung hòa xong thì người ta đem qua gia nhiệt ha để chuẩn bị cho quá trình lắng ha. Rồi bây giờ hỏi tại sao không thông SO2 dưới pH thấp hơn nữa, tại sao chúng ta trung hòa đến pH này mà không cao hơn nữa? Bạn nào có thể giải thích tại sao thông SO2 lần một mình thông đến pH đó thôi, nếu như mình thông nhiều hơn nữa thì được không? Nếu như chúng ta thông nhiều hơn nữa thì sao? Thì pH càng axit, pH càng axit thì sự thiển phân sắc carbon trong môi trường axit sẽ diễn ra nhiều, mạnh và sẽ bị mất đường nhiều. Và sang đây thì trung hòa có nghĩa là chúng ta cho một cái lượng sữa voi vào để đưa pH lên, như vậy thì sẽ tốn nhiều sữa voi và tốn SO2. Rồi ở đây chú ý nè. Cái hiệu quả của phương pháp, hiệu quả làm sạch của phương pháp này nó sẽ phụ thuộc vào pH da voi và xong SO2, phụ thuộc vào cái giá trị pH cụ thể nè. Nếu như ở đây mình thông SO2 vào dưới cái pH 3.4 thì sao? Thì chúng ta sẽ tách loại được nhiều các chất không đường hữu cơ đó ha, nhưng mà đường sẽ bị mất nhiều. Rồi qua đây chúng ta sẽ cho nhiều sữa voi vô để trung hòa pH lên, thì cái lượng CaSO3 sẽ hình thành nhiều, mà CaSO3 hình thành nhiều thì sẽ tăng cái hiệu quả làm sạch, hiểu không nè? Cô nói lại nha, cái hiệu quả làm sạch của phương pháp sulfit hóa sẽ phụ thuộc vào cái pH da voi và xong SO2. Cụ thể ở đây nếu như thông SO2 lần một mà pH thấp, có nghĩa là thông SO2 vào nhiều, thì qua đây trung hòa sẽ cần cái lượng sữa voi nhiều và cái lượng kết tủa tạo thành sẽ nhiều, tức là CaSO3 sẽ nhiều. Kết tủa tạo thành nhiều thì cái hiệu quả làm sạch sẽ tăng, vì rằng kết tủa đó nó có khả năng hấp thụ các chất không đường, cho nên hiệu quả làm sạch sẽ tăng. Hiệu quả làm sạch sẽ tăng và tương ứng với nó là đường nó sẽ bị mất nhiều, tiêu tốn quá chất nhiều. Rồi, gia nhiệt 2 là để chuẩn bị cho quá trình lắng, lắng xong sẽ đem đi gia nhiệt 3. Gia nhiệt 3 là nhiệt độ mà nước mía sôi mà để chuẩn bị cho quá trình bốc hơi. Bốc hơi xong thu được sirup nguyên. Sirup nguyên này sẽ được thông SO2 lần 2 đến pH là 6.4 đến 6.6. Thế thì mục đích của thông SO2 lần 2 này để làm gì? Cẩm xiên có không? Dạ em có thông SO2 lần 2 để làm gì em? Theo em thì để làm gì? Dạ thưa cô là thưa cô là thông SO2 lần 2 là để có tạo ra các tổ CaSO3 được không em? Mình có cần tạo ra các tổ ở này không? Ở chỗ này không? Cô là em là
thông ớt O2 lần 2 là để ớt O2 ngăn ngừa được cái sự tạo thành chất màu với khử chất màu thành chất lỏng không màu. Mà còn gì nữa không? Ngoài cái ngoài chất lỏng. Cô là trung hòa cái lượng vôi còn dư trong nước mía để hòa tan muối canxi sulfat các tổ. Rồi nhìn lại chỗ này đi. Trong nước mía còn vôi hay không? Nước này còn vôi hay không? Dạ thưa cô là em thì còn vôi không? Dạ nó theo là nó còn. À dự hồi đâu em biết còn. Rồi, được rồi, cô cảm ơn em. Ở đây chúng ta chú ý nè, người ta trung hòa đến 6.8, 7.2. Tại sao người ta không trung hòa về 7 mà 7.2? Ở đây người ta sẽ cho vôi dư một chút xíu lên 7.2 để cho phản ứng trung hòa diễn ra hoàn toàn xong rồi thì pH nó về 7 là vừa. Ha, hôm trước mình nói là gì? Ở pH axit thì sacarô bị thủy phân, pH kiềm thì sacarô bị phân hủy, cho nên trong quá trình sản xuất người ta sẽ tiến hành ở pH trung tính. Cụ thể là quá trình gia nhiệt và bốc hơi là luôn luôn thực hiện ở pH trung tính ha. Như vậy thì ở pH trung tính thì sữa vôi nó không còn nữa. Sữa vôi không còn nữa thì không thể tạo thành CaSO3 ở cái lần thông SO2 lần 2 này được ha. Như vậy thì là thông SO2 lần 2 này vào không để tạo thành CaSO3 mà để làm gì các em? Mà để tẩy màu là chính ha, tẩy màu là chính. Như vậy thì ở lần 1 cũng tẩy màu, lần 2 cũng tẩy màu, thì đối tượng tẩy màu của hai lần này có giống nhau hay không? Không giống nhau. Chúng ta chú ý nha, ở thông SO2 lần 1 á, tẩy màu là có chất màu trong nguyên liệu mía. Còn thông SO2 lần 2 này là tẩy màu đối với những chất màu sinh ra ở các lần gia nhiệt 2-3 này và bốc hơi. Tức là ở các dạng lần gia nhiệt này nó sinh ra các chất màu và người ta thấy cần phải tẩy màu, cho nên người ta thông SO2 lần 2. Vì vậy người ta nói thông SO2 lần 2 ở đây là quá trình tẩy màu bổ sung ha, tẩy màu bổ sung thôi. Chứ thực chất là quá trình làm sạch đã kết thúc khi chúng ta thu được chè trong rồi. Và ở đây người ta có thể thông SO2 lần 2 là quá trình tẩy màu bổ sung thôi. Cần thiết thì thông SO2, không cần thiết thì không cần thông, không sao cả. Nếu như thấy có sự tạo màu qua các lần gia nhiệt thì người ta sẽ tiến hành thông SO2 lần 2. Còn nếu như không thấy cái sự tạo màu không nhiều thì người ta có thể bỏ qua cái công đoạn này ha. Rồi, thông SO2 lần 2 nó chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là quá trình đạt để tẩy màu, là các chất màu sinh ra qua các lần gia nhiệt. Rồi, thế thì tại sao ở đây người ta không có thông đến pH là 3.4 đến 3.8 như lần 1 mà người ta thông đến 6.4, 6.6 thôi? Chúng ta lưu ý, ở khi thông SO2 lần 1, đây là thông vào cái gì? Nước mía. À, nước mía pH là nước mía rất là bao nhiêu? Rít của nước mía là bao nhiêu? 14 đến 15 rít. Còn ở đây là người ta sẽ thông vào cái gì? Siro ha, sirup hay là siro, có nghĩa là đã qua quá trình bốc hơi. Có nghĩa là rít đã cao là 60-65 ha, 60-65. Thế thì khi sự ở cái nồng độ cao như vậy thì sự phân ly ra H cộng nó sẽ dễ hay khó so với lần 1 này? Phân ly sẽ khó ha. Vì rằng lúc này sirup là đặc rồi, nồng độ cao rồi, cho nên sự phân ly ra H cộng rất là khó. Còn ở lần 1 là rất là 14-15, cho nên là nó loãng hơn, vì vậy sự phân ly ra H cộng sẽ dễ hơn ha. Cho nên ở đây người ta chỉ thông SO2 đến 6.4, 6.6 thôi. Nếu như thông thấp hơn nữa thì sự phân ly ra H cộng cũng không nhiều và hiệu quả tẩy màu cũng không tăng là bao nhiêu. Mà ngược lại thì sao? Ngược lại thì sacaro sẽ bị thủy phân nhiều ha, thủy phân nhiều. Cho nên là người ta không thông thấp hơn 6.4, 6.6
người ta chỉ thông tính phản như vậy thôi. Nếu thông thấp hơn thì cái sự mất đường nó sẽ tăng lên mà cái hiệu quả tẩy màu cũng không tăng bao nhiêu. Rồi, coi như là chúng ta xong cái phương pháp sung thức hóa axit ha. Ở đây có những cái công đoạn mà các em cần phải nhớ. Ví dụ như là người ta sẽ cho vôi sơ bộ vô trước, rồi sau đó là người ta gia nhiệt, rồi thông SO2 lần một, và sau đó là trung hòa. Cái giá trị pH và nhiệt độ nhớ được thì tốt, không nhớ được thì không sao. Và thứ tự của cái quy trình này các em phải nhớ ha. Ví dụ như đây là phải nhớ ha. Còn những cái giá trị này nhớ được thì tốt, không nhớ được thì không sao. Thì cô đang nói vấn đề thi nha, không sao, nhưng mà cái trình tự ha, trình tự như đây là các em phải nhớ. Và nhớ là thông SO2 lần 2 là thông ở đâu? Thông vào siro ha. Thông SO2 lần 1 là thông vào nước mía. Thông SO2 lần 2 là thông vào siro. Nhớ như đó. Nhớ thêm cái đó nữa. Rồi. Hiệu quả của phương pháp làm sạch. Hiệu quả của phương pháp làm sạch sẽ phụ thuộc vào pH gia vôi và xong SO2. Cái này đã tôi giải thích rồi. Phụ thuộc vào gia nhiệt 1 và 2. Và cái cuối cùng là gì? Hiệu quả nó phụ thuộc vào chất lượng vôi sử dụng nữa. Chất lượng vôi sử dụng. Chúng ta chú ý nè. Yêu cầu là cái hàm lượng CaO hữu dụng ha, trong vôi nó phải lớn hơn 78%. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như cái lượng CaO hữu dụng này mà càng cao thì sao? Thì cái tạp chất trong vôi nó sẽ càng thấp. Còn nếu như mà cái lượng vôi hữu dụng này mà thấp thì có nghĩa là tạp chất càng cao, có nghĩa là chúng ta đã cho tạp chất vào trong nước mía. Như vậy thì phải làm sạch sẽ giảm xuống liền. Là cái thứ nhất về cái chất lượng vôi. Cái thứ hai nữa chúng ta cần chú ý, cái này các em có thể ghi thêm, là hàm lượng của trong cái vôi này yêu cầu là cái hàm lượng MRO, hàm lượng của MRO ha. MRO này là phải thấp ha, hoặc là hạn chế là không có thì càng tốt, vì rằng cái MRO này nó sẽ làm giảm độ hòa tan của vôi, giảm đi cái độ hòa tan của vôi. Và nó thứ hai nữa là nếu như có cái này á, thì nó sẽ làm cho đường sản phẩm có vị đắng ha, đường sản phẩm có vị đắng. Rồi xong, chúng ta ba phương pháp làm sạch tiếp theo đó là phương pháp carbonate hóa. Đặc điểm của phương pháp, đặc điểm của phương pháp carbonate hóa, tác nhân làm sạch chính là CO2, tác nhân phụ là gì? Tác nhân phụ là vôi ha, nó cần phải có vôi nữa và cần có tác nhân tẩy màu ha. Tác nhân tẩy màu là SO2 hoặc là than hoạt tính gì đấy. Bởi vì CO2 không có khả năng tẩy màu giống như SO2, cho nên sử dụng CO2 để làm sạch thì kèm theo tác nhân tẩy màu. Rồi, ưu điểm của phương pháp. Hiệu quả làm sạch cao, cho ra đường có chất lượng tốt. Thứ hai là đường ít bị trở màu trong thời gian bảo quản. Ưu điểm thứ hai là đường bị ít bị trở màu trong thời gian bảo quản. Nhược điểm của phương pháp. Nhược điểm của phương pháp là quy trình phức tạp, không thể sản xuất thủ công. Quy trình rất là phức tạp ha, không thể sản xuất thủ công. Rồi nhược điểm tiếp
theo là nó cũng có sự đóng cặn ở thiết bị ha, có sự đóng cặn ở thiết bị. Rồi. À, về phương pháp thì có bốn phương pháp. Cô ơi, cô đọc lại được không cô? Hả? Cô đọc lại cái ưu điểm được không cô? À, ưu điểm của phương pháp là hiệu quả làm sạch cao, cho ra đường có chất lượng tốt. Rồi ưu điểm thứ hai là đường ít bị trở màu trong thời gian bảo quản. Rồi nó có hai ưu điểm như vậy. Nhược điểm, quy trình phức tạp, không thể sản xuất thủ công. À, nó cũng có sự đóng cặn ở thiết bị, ha, nhược điểm. Ưu điểm có hai ưu điểm, nhược điểm cũng có hai nhược điểm. Quy trình phức tạp, không thể sản xuất thủ công. Thứ hai là có sự đóng cặn ở thiết bị. Rồi, về phương pháp thì có bốn phương pháp. Phương pháp carbonate quá lần một, phương pháp carbonate quá kề trung gian, phương pháp carbonate quá thông thường và phương pháp carbonate quá kết hợp với cột trao đổi ion. Phương pháp carbonate quá kết hợp với cột trao đổi ion là một là phương pháp hiện đại ha, hiện đại. À, còn cái phương pháp 1, 2, 3 thì thế giới người ta đã không còn xài nữa rồi. Cái phương pháp carbonate quá thì kết hợp với cột trao đổi ion thì khi các em đọc tài liệu thì các em sẽ không có thấy cái phương pháp này đâu. À, mặc dù đây là cái phương pháp hiện đang sử dụng ở trên thế giới và ở Việt Nam ha. Còn ba cái phương pháp trên này là hiện nay thế giới người ta không sử dụng. À, mình thì ngày xưa mình có một cái phương mình có sử dụng cái phương pháp carbonate quá thông thường ha. Mình có sử dụng cái phương pháp carbonate quá thông thường cho nên cô sẽ giới thiệu cái phương pháp carbonate quá thông thường. Còn hai phương pháp này các em đọc thêm tài liệu. Rồi. Phương pháp carbonate quá thông thường. Nước khí hỗn hợp pH là 5 đến 5.5, người ta sẽ cho vôi sơ bộ pH 6.2 đến 6.6. sau đó là người ta gia nhiệt một xong thì thông sang 2 lần 1 kèm theo sữa vôi, kèm theo sữa vôi đến pH 10.5 đến 11.3. Sau đó thì người ta tiến hành lọc ép. Tại sao là lọc ép luôn mà không cần lắng? Vì rằng cái kết tủa CaCO3 tạo thành nó rất là rắn chắc, rất là dễ lọc, cho nên người ta lọc ép luôn mà không cần lắng. Sau khi lọc ép xong thì người ta sẽ thông CO2 lần 2 và lúc này đưa về pH 7.8 đến 8.2. Sau khi thông CO2 lần 2 này, người ta sẽ tiến hành gia nhiệt 2. Gia nhiệt 2 xong rồi người ta đem đi lọc ép luôn. Lọc ép. Sau khi lọc ép xong thì người ta sẽ tiến hành thông SO2 lần 1 ha, thông SO2 xong là tiến hành gia nhiệt 3 này là chuẩn bị cho quá trình bốc hơi xong thì người ta sẽ thông SO2 lần 2. Thông SO2 lần 2 này là để tẩy màu ha, tương tự giống như cái phương pháp sinh vi quá axit hồi nãy. Rồi như vậy thì đây là cái phương pháp carbonate quá thông thường. Chúng ta chú ý nè, có những cái nó giống như SO2 hồi nãy, ví dụ như là cho cho sữa vôi đến pH 6.2 đến 6.6 thì tương tự giống như SO2 hồi nãy. Gia nhiệt cũng vậy ha, thông CO2 lần 1 kèm theo sữa vôi đến pH 10.5 đến 11.3 là để làm gì vậy các em? Nguyễn Tấn Quân. Tấn Quân có không? Tấn Quân lần 1. Tấn Quân lần 2. Tấn Quân lần 3 là vắng phải không? Rồi Lan Quy, Quỳnh Ngọc Lan Quy. Lan Quy có không? Dạ có cô.
Rồi Long Huy, em cho cô biết là mục đích của thông sang hai lần một kèm theo sữa môi lên đến pH 10.5 đến 11.3 này để làm gì? Dạ thưa cô, là để nói chung lên pH này là pH kiềm mạnh để làm gì các em? Để trung hòa axit. PH kiềm mạnh luôn mà. Như vậy thì mục đích nó không phải là trung hòa axit. Mục đích là nếu cô để tạo điểm đẳng điện để liên kết. Cái gì? Nhật Quy bổ sung cho bạn hay Nhật Quy có không? Dạ có rồi. Rồi Nhật Quy, như vậy thì đưa lên pH 11 là để làm gì có không? Dạ là theo con là đưa ra cái pH 10.5 đến 11.3 về là để hiệu quả làm sạch cao thì cần phải khống chế cái pH này. Dạ em có cô. Rồi Cẩm Xuyên nhớ không, tại sao người ta mỗi lần qua thay đổi pH là kèm theo doanh nghiệp vậy? Cẩm Xuyên nhớ không? Cô là để tăng tốc độ phản ứng hóa học. Đúng. Để làm gì? Mỹ, cô là để Mỹ Yên để tăng đó. Để làm gì Mỹ Yên? Mỹ Yên có không? Nguyễn Mỹ Yên. Dạ có. Rồi để làm gì nhớ không Mỹ Yên? Để làm gì? Thanh Tuyền, Trần Thanh Tuyền, Tuyền hay Tuyến? Dạ, Trần Thanh Tuyến cô. Rồi, để làm gì nhớ không Thanh Tuyến? Dạ, nhớ cho cô là... Rồi, bạn nào nhớ trong lớp, bạn nào nhớ? Dạ, cô phải là làm mất lớp nước của hạt keo cô. Đúng rồi, làm mất lớp nước của hạt keo để hạt keo ngưng kết luôn. Vì rằng mình nói là đưa lên những cái giá trị pH của hạt keo, tại giá trị pH đẳng điện của hạt keo để hạt keo ngưng kết. Thì tại cái giá trị pH đó nó ngưng kết, nhưng mà khi thay đổi pH thì lập tức là dây hạt keo nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu, tại vì cái giá trị pH nó không còn là pH đẳng điện của nó nữa, cho nên nó sẽ tan trở lại.
Vì vậy để tránh cái trường hợp đó thì người ta phải kèm theo gia nhiệt để làm mất cái lớp nước của hạt keo luôn, hay làm cho hạt keo nó ngưng kết luôn. Thì khi đó thay đổi pH ra khỏi cái pH của nó thì nó cũng không tan trở lại, không trở lại cái trạng thái ban đầu. Chú ý, đó là lý do tại sao người ta phải kèm theo gia nhiệt khi thay đổi pH. Rồi, thông SO2 lần 1, mục đích là để làm gì? Hà Thanh Tươi. Thông SO2 lần 1 để làm gì? Rồi. Tú. Có Tú không? Tú lần 1. Tú lần 2. Ủa, Bùi Quân Tú hả cô? Đúng rồi, Bùi Quân Tú. Dạ có em. Rồi, Tú trả lời được không? Không biết tương lai lần 1 để làm gì? Dạ không cô, câu này em không biết. Rồi bạn Nguyễn Hoàng gì? Nguyễn Hoàng Nam. Dạ thưa cô, là thông SO2 lần 1 là có tác dụng tẩy màu. Tẩy màu rồi, ngoài tác dụng tẩy màu còn gì nữa không em? Dạ cô, là trong quá trình là mình giảm muối canxi hòa tan, là trong quá trình thằng CO2 nó sẽ tạo thành CaA2 cô. Thì mình sẽ giảm cái lượng muối này tạo thành CaSO3. Có nghĩa là có tạo ra kết tủa không? Dạ có tạo ra kết tủa CaSO3. Sao mình biết là có tạo ra kết tủa CaSO3? Dạ cô, là pH rồi. À dựa vào pH. pH trước khi thông SO2 lần 1 là mấy? Dạ thưa cô, là pH là khoảng 7.8 tới 8.2. Tức là vẫn còn sữa vôi. Còn sữa vôi cho nên thông SO2 lần 1 thì sẽ tạo ra được kết tủa CaSO3. Ngoài ra nó còn tẩy màu. Được rồi, cảm ơn em. Rồi, gia nhiệt 3 bốc hơi thông SO2 lần 2 là để tẩy màu ha. Lần 2 là để tẩy màu. Tẩy màu là các chất màu sinh ra trong quá trình gia nhiệt. Cái này có tạo ra cái tủa CaSO3 hoặc nữa không hay em? Không ha, bởi vì cái pH nó không còn là pH nó đã trở về pH trung tính rồi, có nghĩa là sữa môi đã không còn, cho nên không thể tạo thành CaSO3 ở thông SO2 nữa. Và người ta cũng không mong muốn là tạo thành cái CaSO3 ở cái giai đoạn này ha, vì cái sirup này nó rất cao rồi ha, và chuẩn bị vào quá trình nóng đường. Rồi, phương pháp, đây là phương pháp carbonate quá thông thường ha. Cái quy trình này thì cũng không cần nhớ, nhưng mà nhớ mục đích của những cái này. Rồi, bây giờ cô sẽ qua cái quy trình quan trọng. Đây là cái quy trình là tinh luyện đường đây. Phương pháp carbonate quá kết hợp với cột trao đổi ion. Phương pháp này hiện nay sử dụng ở các nhà máy đường lớn, ví dụ như là nhà máy đường Yên Hòa hay là nhà máy đường Bột Bông Tây Ninh đó, bây giờ là thành công, hoặc là nhà máy đường Lam Sơn, Tan Ngà, vân vân. Rồi, chúng ta xem. Đường thô là cái đường gì? Đường thô là cái đường có chất lượng thấp ha. Đường mà đi từ nguyên liệu mía để sản xuất ra đường thô á,
Thì cái đường ho này nó sẽ là nguyên liệu để sản xuất ra đường tinh luyện. Chúng ta chú ý nha, người ta có hỏi câu đó đó, nguyên liệu để sản xuất ra đường tinh luyện ho là người ta sẽ lấy từ đường ho, chứ ít khi nào người ta lấy từ nguyên liệu mía đó. Người ta sẽ lấy đường thô để tinh luyện ra đường tinh luyện hay là đường RO. Rồi, thì từ đường thô này người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ làm affination, tức là người ta sẽ cho một cái lượng nước vào để hòa tan một phần đường thô này. Không có hòa tan hết cái tinh thể đường mà cái lượng nước này chỉ đủ hòa tan một phần thôi. Và cái quá trình đó người ta gọi là affination. Sau khi làm áp xong thì được một cái hỗn hợp huyền phù, người ta gọi đó là đường hồ. Như vậy thì đường hồ đó còn có cái gì? Bạn nào có thể cho cô biết? Bảo Trang, Quách Bảo Trang. Dạ. Dạ có em ạ. Cái đường hồ này nó là một cái hỗn hợp gồm có cái gì, những cái gì em? Dạ. Cô nói lại ngay chỗ này. Cái đường thô là cái đường cấp thấp đúng không? Nó là cái đường cấp thấp. Cái đường cấp thấp này người ta sẽ tiến hành làm áp bằng cách là người ta sẽ cho nước vào cái đường thô đó ha. Cái nước này nó sẽ hòa tan một phần cái tinh thể đường thô, cụ thể là nó sẽ hòa tan những cái lớp bên ngoài của đường thô, còn bên trong nó chưa hòa tan. Và sau khi người ta làm áp xong thì người ta được một cái hỗn hợp huyền phù ha. Huyền phù như vậy thì nó sẽ gồm có cái gì nha em? Dạ thưa cô, là nước với đường thô ạ. Bây giờ có còn đường thô nữa không? Nó gồm có cái gì? Tinh thể đường chưa tan hết và cái gì? Và nước đường ha, và nước đường. Chú ý ở chỗ này nha, đường hồ. Dạ. Đường hồ tiếng Anh chú ghi thêm chỗ này cho cô. Thì chú thêm chỗ này nha. Đường hồ hay còn gọi là magma ha, magma. Magma nó là đường hồ. Đường hồ nó là cái gì? Nó là một cái hỗn hợp huyền phù ha, hỗn hợp huyền phù. Hỗn hợp huyền phù này gồm có tinh thể đường cấp thấp. Các em đi chú ghi đầy đủ luôn nha. Đường hồ. Tinh thể đường cấp thấp. Đường cấp thấp ở đây là đường thô đó. Với cái gì? Cái chỗ này người ta có thể cho nước ha, hoặc là người ta sẽ cho cho người ta cho chè không, tức là nước mía sau khi làm sạch đó, hoặc là mật ha, dùng để nấu ra cái đường cấp cao ha. Đường cấp cao, đường hồ nó là hỗn hợp đường cấp thấp với ha, với chè trong hay là mật chè ha, hoặc là nước dùng để nấu thành đường cấp cao ha. Chú ý chỗ này. Đường hồ magma hay là đường hồ nó là hỗn hợp đường cấp thấp phối với cấp thấp với chè trong ha, hoặc là mật chè hay nước dùng để nấu đường cấp cao. Rồi. Ở đây cụ thể đây là người ta sẽ cho nước vào hay người ta sẽ cho nước vào. Cho nước vào để hòa tan cái tinh thể đường, hòa tan một phần cái tinh thể đường. Các em biết cái đường thô hồi nãy rồi đúng không? Nếu như xét về tinh độ, tức là độ tinh
từ ngoài tinh thể đường thô vào bên trong tâm của tinh thể đường thô thì tinh độ tăng hay giảm? Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Trang, tinh độ tăng hay giảm Thu Trang? Dạ, dạ, dạ. Đi từ ngoài tinh thể đường thô vào trong tâm tinh thể đường thô thì tinh độ, tức là độ tinh khiết của cái tinh thể nó tăng hay giảm? Thưa cô là giảm ạ. Sao giảm? Theo em thì ở trong tinh thể nó ít tạp chất hay là ở ngoài nó tạp chất nhiều hơn? Thôi được rồi em, được rồi em. À, chà, tăng ạ. Tăng, đúng rồi, tăng chính xác là tăng. Vì rằng sao? Đi từ tâm ra ngoài á thì cái tinh độ nó sẽ giảm, nhưng mà đi từ ngoài vào trong thì tinh độ nó sẽ tăng, tức là ở tâm nó sẽ ít tạp chất, còn bên ngoài nó sẽ nhiều tạp chất hơn. Rồi cho nên ở đây người ta sẽ cho một cái lượng nước vào để hòa tan những cái lớp bên ngoài của tinh thể, rồi người ta không có cho hòa tan hết. Như vậy thì còn được một cái hỗn hợp đường hồ ha, gồm có tinh thể đường và cái mật hay là cái siro hay là cái nước đường đó. Rồi cái hỗn hợp này người ta sẽ đem đi ni tâm ha, người ta sẽ đem đi ni tâm để tách cái tinh thể đường ra khỏi cái nước đường, hình dung không? Đường thô người ta sẽ cho nước vào để hòa tan cái những cái lớp bên ngoài của tinh thể đường thô, và đó là quá trình làm áp. Sau khi làm áp xong được cái hỗn hợp đường hồ gồm có tinh thể đường và cái nước đường thì người ta sẽ đem đi ly tâm để tách cái tinh thể đường đó ra. Rồi, được cái tinh thể đường trắng sáng rồi thì lúc này người ta sẽ cho nước vào tiếp, và cái lượng nước này người ta sẽ tính toán làm sao để hòa tan hết cái tinh thể đường đó. Như vậy thì sau khi hòa tan xong thì mình sẽ được một cái dung dịch đường ha, dung dịch đường. Rồi cái dung dịch đường này người ta sẽ đem đi carbonat quá lần một, tức là người ta sẽ thực hiện làm sạch bằng cách là người ta sẽ cho CO2 vào kèm với sữa môi lên đến pH 11, ha, 11.5, và lúc này là nhiệt độ là 60 độ C. Sau đó người ta tiếp tục carbonat quá lần 2, ha, lần 2 qua cột thứ 2. pH là 9, pH nó sẽ giảm xuống, ha, nhiệt độ nó tăng lên. Tiếp theo là carbonat quá lần 3 qua cột thứ 3, pH là 8, nhiệt độ là 75, và qua cột thứ 4 là pH 7.5, nhiệt độ là 80 độ C. Rồi sau khi qua 4 cột carbonat quá xong thì người ta sẽ tiến hành lọc tự động, lọc cái kết tủa CaCO3. Lọc xong kết tủa thì được cái dịch trong này, cái dịch nước đường đó, người ta sẽ đem đi tẩy màu qua than hoạt tính, tẩy màu qua than hoạt tính. Cái liều lượng là khoảng 0,4 kg than trên 1 tấn đường thô. Sau khi tẩy màu bằng than hoạt tính xong thì người ta sẽ đem qua lọc autofilter. Lọc autofilter, lọc tự động. Lọc autofilter xong thì người ta sẽ tiến hành lọc fast flow, lọc fast flow. Sau khi lọc fast flow xong thì người ta tiến hành tẩy màu qua cột trao đổi ion. Có hai cột trao đổi ion là resin 1 với resin 2, resin là hạt nhựa đó ha. Có hai cột. Sau khi tẩy màu qua cột trao đổi ion xong thì người ta sẽ tiến hành lọc an toàn ceramic với cái kích thước lỗ rất là nhỏ. Ceramic là cái cột lọc, cái lõi lọc bằng gốm sứ ha. Và ở đây người ta sẽ khống chế pH là 6.2 đến 6.6. Sau khi lọc an toàn xong thì được cái syrup. Syrup này sẽ đem đi nấu đường. Syrup này sẽ đem đi nấu đường. Rồi như vậy thì các em chú ý là cô quan trọng là cái khâu làm áp. Rồi chú ý ngay chỗ này nữa là syrup xong nè, syrup này sẽ đem đi nấu đường luôn mà không có công đoạn bốc hơi. Tại sao có không có công đoạn bốc hơi? Vì rằng chú ý ha, vì rằng cái rất hòa tan này nè, cái nước người ta cho cái lượng nước vào hòa tan thì cái lượng nước này người ta tính toán làm sao đạt cái rít là 60-65 luôn ha, hình dung không các em?
người ta sẽ cho cái lượng nước vào để hòa tan, hòa tạt cái đợt cái lít rít là khoảng 60-65 luôn. Như vậy thì người ta không cần bốc hơi nữa, vì rằng nếu như nói về nước mía thì rất là 14-15, sau đó người ta phải bốc hơi để nâng cao nồng độ chè trong, nên là 60-65, rồi 60-65, rít 60-65 mới đi vào nấu đường. Như vậy thì ở đây người ta chỉ cho một cái lượng nước vừa đủ để đạt cái rít 60-65 thôi, mà không cho nhiều nước. Vì vậy ở đây không có, đối với cái quy trình là tinh luyện đường thì không có cái quá trình bốc hơi là như vậy. Hiểu chưa? Hiểu. Rồi. Rồi, ở đây các em chú ý nè. Cái quy trình này thì người ta không có yêu cầu các em mà không có hỏi trình tự quy trình gì hết, mà các em cần chú ý giúp cô là cái công đoạn làm áp ha. Rồi, bây giờ hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao đối với mà quy trình tinh luyện đường thì không có cái công đoạn bốc hơi? Dạ, Quỳnh Vũ Tình. Ừ, dạ có. Tại sao không có công đoạn bốc hơi em? Dạ cô ơi. Ừ, sao em? Dạ cô cho em xin gia số một tí được không ạ? À, em tên gì? Dạ em tên là Cao Thị Kim Yến. À, rồi được rồi, ok em. Còn 5 phút nữa hết giờ đúng không? Rồi tình không biết mà bạn nào biết em? Dạ em trả lời nha cô. Rồi bạn nào? Rồi em dạ. Nói. Em dạ, cô. Dạ rồi em trả lời nha cô. À, tại vì là khi mà tại vì cái giai đoạn cuối của cô là người ta đã chọn cái lượng nước hòa tan đạt để có thể làm được cái độ rít là đạt được 60-65 đó cô, nên là mình sẽ không cần qua cái giai đoạn để bốc hơi để mình tăng nồng độ đó lên nữa. Đúng rồi nha, vì là rít của nước đường, rít của cái nước đường này bằng như cái rít của nguyên liệu vào nấu đường, cho nên người ta không cần cô đặt. Hay nói cách khác là rít ở đây là 60-65 cho nên người ta không cần cô đặt. Rồi, câu hỏi tiếp theo là cái câu này các em chú ý là nha, cái chỗ này nè, ở làm áp này người ta có thể cái từ chuyên môn người ta gọi, cái từ mà nhân, từ mà công nhân người ta hay gọi á, là rửa đường ha. Còn cái tên khoa học của nó là làm áp affination, nhưng mà mình hiểu nôm na đó là rửa đường thì công nhân gọi là quá trình rửa đường. Rồi bây giờ tại sao đối với quy trình tinh luyện đường thì cần phải rửa đường nhỉ? Bạn nào biết? Nguyễn Thành Phong, Thành Phong có không? Thành Phong, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thành. Rồi ok, em cho cô biết là tại sao đối với quy trình tinh luyện đường thì phải rửa đường vậy? Tại sao con người phải rửa đường đúng không cô? Em đúng rồi, đúng rồi. Tại sao tinh luyện đường thì mình phải có công đoạn làm áp này, phải có công đoạn rửa đường này? Dạ cô, tại vì nó để nhằm mục đích là mình có thể là nó cái cậu nó có bị dính những cái tạp chất gì đó, mình còn phải rửa lại. Cụ thể ở đây là vì rằng chúng ta biết cái tinh luyện đường ở trên mình rồi. Là đường thô do đó nó còn lẫn nhiều tạp chất. Ừ, tạp chất, nhưng mà tạp chất nó sẽ tập trung ở bên ngoài ha, bên ngoài, cho nên là mình sẽ rửa đi cái lớp, những cái lớp bên ngoài của tinh thể đường thô. Có nghĩa là mình sẽ loại bớt tạp chất của tinh thể đường thô, mình lấy cái phần ở trong, cái lỗi ở trong thôi, rồi
rồi sau đó là mình mới đem đi hòa tan, mình sẽ làm sạch ha, hiểu ý không? Rồi chú ý là chỗ này nha. Ở đây cái quá trình làm áp hay còn gọi là quá trình rửa đường này nè, vì sao phải làm áp? Vì rằng tạp chất nó tập trung chủ yếu trên bề mặt cái tinh thể đường thô thôi, cho nên mình rửa đường là để loại đi cái tạp chất bám trên bề mặt của tinh thể đường thô. Rồi cái lượng nước cho vào rửa này nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Chú ý, cái lượng nước cho vào rửa ngay chỗ này nó sẽ phụ thuộc vào tinh độ của đường thô. Nếu như đường thô mà nó sạch ha, nó sạch thì người ta sẽ cho nước ít. Còn nếu như tinh thể đường thô mà nó không có sạch ha, có nhiều tạp chất nó xấu thì người ta sẽ cho nước nhiều ha. Như vậy thì cái lượng nước cho vào chỗ này, cho vào để rửa đường, nó sẽ phụ thuộc vào tinh độ đường thô. Rồi rồi ok, như vậy là cái quy trình tinh điện đường này có phần nào thắc mắc chỗ nào không? Cần chú ý cho con công đoạn làm áp ha, rất là quan trọng ở công đoạn làm áp. Có rất là nhiều câu hỏi tập trung ở chỗ này. Thứ nhất là tại sao phải làm áp, thứ hai là cái lượng nước cho vào làm áp nó phụ thuộc vào cái gì, rồi tại sao quá trình tinh điện đường không cần phải bốc hơi ha, rồi nguyên liệu dùng để sản xuất đường tinh điện là cái gì ha, rồi magma là gì, đường hồ là gì ha, đó là những vấn đề chúng ta cần chú ý, cần phải học ở cái slide này. Rồi ok, các em có gì thắc mắc không? Nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ nghỉ ha. Cô sẽ báo cái bài kiểm tra, khi mà cô up cái bài kiểm tra lên thì cô sẽ báo lên group Zalo đó, cho nên là bạn nào chưa có vào group đó thì các em sẽ xin cái đường link